Tây Du, Bần Tăng không muốn lấy Tây Kinh chương 966. Lời này để cho mọi người không hiểu, không biết rõ là ý gì. Nhưng là từ trên người Lạc Kinh Yên uy thế cảm giác, nàng tự hồ động sát ý. Thế nào đột nhiên khí tức có chút bạo động lên cơ chứ? Tán vô ngân nói, thật thật giả giả, bây giờ ta tồn tại chính là thật. Nhìn về phía Lạc Kinh Yên, hắn tiếp tục nói, chẳng nhẽ nếu là có một ngày chúng ta đánh vỡ hư vọng, nhân vương cũng sẽ kiên kỵ chúng ta. Nghe vậy, trên người Lạc Kinh Yên khí thế thu liễm, cười nhạt, bình tĩnh nói, nói không tệ, các ngươi mãi mãi cũng lật không nổi quá đại phong lãng, cho ta mà nói, tiện tay có thể diệt. Tán vô ngân sắc mặt có chút khó coi, ám thầm hừ một tiếng, không nói gì. Nếu như tùy tiện ở mở miệng nói chuyện, hắn sợ đắc tội Lạc Kinh Yên, một khi chọc giận nàng, dựa theo Lạc Kinh Yên tính cách thật rất có thể một cái tác vỗ tới. Mặc dù hắn không cho là Lạc Kinh Yên thật mạnh như vậy có thể cho dù là bọn họ tiên các có thể chống lại lạc kinh yên, cũng không cần thiết, nhưng vì căn bản không giết được, còn rất dễ dàng để cho tiên các tổn thất nặng nề, cho nên căn bản cũng không có cần phải bởi vì nhất thời miệng lưỡi tranh, mà chọc giận nàng. Mộng cảnh thực tế thay nhau, thật thật giả giả, một trận huyễn mộng, mọi thứ thành không, nếu là có thể, hư vọng cũng có thể trở thành thực tế. Lạc kinh yên lắc đầu thở dài. Ngược lại hướng cách đó không xa trong bể khổ đường vũ nhìn nàng thật sâu nhìn tán vô ngân một đêm, khóe miệng vẽ tươi cười thoáng hiện. Nhưng mà tán vô ngân lại cảm thấy áp lực cực lớn. Phản phất chỉ cần lạc khinh yên tiện tay chỉ một cái, liền có thể dễ như trở bàn tay nghiền nát hắn. Bốn phía áp lực chợt giảm, mà lạc khinh yên bóng người cũng biến mất vô ảnh vô tung. Tán vô ngân không khỏi nổi lên một tia sống sót sau tai nạn cảm giác. Đây chính là lạc kinh yên sao. Nàng thật không ngờ cường đại đối với nhân vương tên, người nào không biết. Chỉ là rất nhiều nhân lại không biết nàng thực lực. Nguyên bản tiên các lòng tin tràn đầy, cho là dù cho không địch lại, cũng có thể chống cự lạc kinh yên. Có thể theo lạc kinh yên vẽ này uy thế hiện ra, tán vô ngân cho là mình ngây thơ. Mọi người trố mắt nhìn nhau, đối với hai người đối thoại tràn ngập tò mò. Cái gì hư vọng, thực tế? Có vài người há miệng, tự hồ muốn muốn hỏi thăm một chút, nhưng khi nhìn đến tán vô ngân lạnh lùng mặt, nhất thời im miệng, không dám hỏi cái gì. Lạc Kinh Yên có thể không quan tâm tiên cát, nhưng là bọn hắn không dám. Tán vô ngân từ trước mắt mọi người biến mất, trở lại tiên cát bên trong, chuẩn bị cùng một số người tham khảo cái gì, Lạc Kinh Yên hoa, càng để cho bọn họ kiên định một ít phỏng đoán. Nếu như là như vậy, như vậy thì quá mức đáng sợ. Trong bể khổ, đường vũ ngưng mắt nhìn đối diện cái kia hàng giả hắn có một cái ý tưởng lớn mật nhưng là lại không dám đi đánh cược vô dụng ngươi không ra được nơi này bởi vì ngươi đánh bất bại ta đối diện cái kia đường vũ mở miệng nói thanh âm mang theo một tia hài hước đường vũ thần sắc bình tĩnh nhìn hắn đột nhiên cười không thử một chút thế nào biết rõ hắn chậm rãi giơ lên quả đấm mãnh liệt pháp lực ngưng tụ đi quyền thượng còn như núi lửa phun trào trước đáng sợ không nghi ngờ chút nào đối diện cái kia đường vũ cũng giống như vậy dơ lên quả đấm đường vũ trong mắt đột nhiên bộc phát ra một đạo điên cuồng quang mang chỉ thấy hắn quả đấm cũng không có huy động mà là hung hăng công kích ở trên người mình nhất thời đường vũ thần tốc nước nẻ xuất hiện đếm không hết vết rách đối diện đường vũ cũng là như vậy chỉ là trong mắt của hắn lại mang theo ngạc nhiên ầm uhm. lại đấm một quyền đánh vào trên người mình cùng lúc đó pháp lực ở kinh mạch điên cuồng lưu động xông về thần hồn. Đường vũ trong mắt một mảnh điên cuồng. ầm. Uhm. Giờ khắc này đường vũ cảm giác mình thật giống như chết. Chỉ bất quá tử có chút bực bội là tự sát. Cổ kim bao nhiêu hỗn độn cảnh cao thủ, phỏng chừng không có một người như hắn như vậy, tử như vậy biệt khuất. Đường vũ không khỏi tự dễu cười một tiếng. Bên tai có phong thanh truyền tới, kéo theo sợi tóc, xẹt qua gò má, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy. Ở trong mộng mới tỉnh một loại trận mở con mắt Đường vũ như cũ còn đặt mình trong ở vô tận trong bể khổ Mà cả người thương thế Đã sớm bất tri bất giác khỏi hẳn Giống như là chưa từng có Hắn đánh cuộc đúng Giết mình Một chính mình khác cũng chết Cho nên đi ra như vậy huyễn cảnh Hơn nữa đường vũ cho là có thể chỉ là ý thức đắm chìm tiếng vào huyễn cảnh trung Đầy đủ mọi thứ cũng là bởi vì khổ hải mà phơi bày ra nhưng là mình ý thức lại là chân thực tồn tại. Cho nên, thi triển đủ loại pháp thuật có thể đều là giả, chỉ bất quá ý thức mơ mộng thôi. Bây giờ xem ra, rất có thể là như vậy. Không trách tử y nữ tử nói trải qua ải thứ ba, khó như lên trời, bất quá lát đác mấy người thôi. Đáng sợ như vậy khổ hải huyễn cảnh, người bình thường căn bản không khả năng đi ra. Khi sợ sẽ là phát phát hiện điểm này, cũng có rất ít người dám làm dù sao đây thật là đang đánh cuộc mệnh. Ngay cả đường vũ hồi tưởng lại đều có chút lòng vẫn còn sợ hãi sợ cảm giác. Hướng nhìn bốn phía như cũ còn đặt mình trong ở biển rộng mênh mông bên trong. Như vậy chứng minh, hắn còn không có hoàn toàn đi ra khổ hải. Mà tử y nữ tử cùng vương á tầm lại biến mất không thấy. Xem ra bọn họ thất bại. Nội tâm của đường vũ bình tĩnh, bước tiếp tục hướng phía trước đi. Theo hắn một cước này, giống như là hắn vào tới vô nhiều năm tháng trường hà. Mỗi nhánh trường hà trung cũng lộ ra từng tờ một quen thuộc mặt. Đường vũ lắc đầu cười một tiếng, không hề bị lay động. Hắn đêm này tất cả mọi người đều coi thành người xa lạ. Trống. Có quái vật kinh khủng, đem tôn ngộ không gặm ăn. Máu tươi tung tóe ở đường vũ trước mắt, tôn ngộ không phát ra tan nát tâm can kêu đau. Sư phó. Đường vũ nghe không được, nhìn không thấy bước chân hắn không ngừng về phía trước đi tới. Nơi này vô biên đại, không có cuối, vô biên vô hạn. Nói ở trong lòng, đừng thắp nơi dưới chân. Dưới chân đường cũng là nói, là đi về phía nói đường đi. Quanh. Đầy đủ mọi thứ biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng chỉ còn lại bóng lưng quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng là Đường Vũ liếc mắt một cái liền nhìn ra, đó là Thiên Thương thân thể của hắn cao ngất, bóng lưng kiên nghị. Mang theo không ai bị nổi uy thế ngập trời. Hắn banh quyền đánh ra, chuẩn bị cái khổ hải đều rung rẩy. Đây rốt cuộc là tàn ở lại chỗ này cảnh tượng, hay lại là khổ hải ánh chiếu mà ra ngoài ra ảo ảnh. Đường vũ có chút mờ mịt. Theo thiên thương đấm ra một quyền, toàn bộ khổ hải đều rung rẩy, cuối cùng miễn cưỡng phân chia thành hai cái. Trung gian hàng ra một cái lỗ hổng thật to lúc này thiên thương cái thế vô song phản phất trong lúc dở tay nhất chân liền có thể bắt trăng hái sao phan toái tinh không ầm uhm. trước mắt đầy đủ mọi thứ biến mất không thấy gì nữa duy có một tí quyền ý đang thông thả ngưng tụ treo lơ lửng ở trước mắt năm xưa thiên thương đã từng từng đến nơi này thậm chí hắn còn nơi này chinh chiến quá để lại một đạo quyền ý mà vừa mới thấy hình ảnh chắc là năm xưa thiên thương lưu lại đến từ đó bị khổ hải lạc ấn đi xuống lần nữa có hiện tại trước mắt. Năm xưa thiên thương khẳng định tới nơi này quá, hơn nữa còn vượt qua khổ hải. Nhất thời, đường vũ lòng tin tăng lên gấp bội. Nếu thiên thương có thể đi ra ngoài, hắn tuyệt đối cũng có thể trải qua khổ hải. Theo thiên thương bóng người hiện lên, vẫn còn ở nơi này để lại quyền ý. Để cho đường vũ có lòng tin tuyệt đối. Chỉ là hắn lại ngưng mắt nhìn lưu lại kia ti quyền ý ở tâm lý âm thầm cùng thực lực bản thân so sánh quyền này ý cái thế vô song phách tuyệt thiên địa dù là lấy đường vũ bây giờ thực lực sợ rằng cũng sẽ bị một quyền này oanh nghiền nát như vậy có thể thấy năm xưa thiên thương đáng sợ hơn nữa còn là tiện tay đấm ra một quyền mặc dù như hôm nay mênh mông nhưng ở năm tháng trường hà trung du đảng tựa như một luồng cô hồn nhưng là theo tiếp xúc mấy lần theo đường vũ thiên thương tuyệt đối là vượt qua người sở hữu bất quá đường vũ có lòng tin, ngày khác mình nhất định cũng sẽ như thế. Hắn tiếp tục bước đi trước. Sau lưng quyền ý chậm rãi hóa thành một đạo thân ảnh, ngưng mắt nhìn bóng lưng của hắn. Với nhanh đạo thân ảnh kia lần nữa biến mất, hóa thành bất hủ quyền ý đứng yên nơi này. Tất cả mọi người đều có chút vô hàng huyên. Dù sao chỉ còn lại đường vũ một người. Hơn nữa tại người khác xem ra, đường vũ trải qua hy vọng không lớn. Đã như vậy thì không cần, chúng sinh đều chờ ở chỗ này hắn đi nhưng là ai cũng không dám tùy tiện mở miệng vương á tầm đi tới bên cạnh tử y nữ tử nói ngươi cho là hắn có cơ hội không nhất định là có tử y nữ tử không có chút gì do dự nói ta ngươi tất cả đi ra đã lâu mà hắn còn đang kiên trì chỉ một một điểm này hắn liền so với ta ngươi mạnh hơn cho nên hắn tuyệt đối có cơ hội vương á tầm gật đầu một cái nói đúng hắn cũng đúng đường vũ tràn đầy lòng tin. Dù sao người này lần lượt ra người khác dự liệu. Liền ly ngôn cung chủ cũng thất bại, chẳng nhẽ nàng có thể trải qua khổ hải. Ninh Phong Vũ cười lạnh một tiếng, đối với lúc ấy đường vũ đưa hắn đánh rớt xuống hồng kiều, như cũ còn khó có thể quên được. Tử y nữ tử nói, ta không bằng hắn. Nàng xem nói với Ninh Phong Vũ, giỏi mắt toàn bộ chư thiên như hắn người ít lại càng ít. Nói cung chủ thật đúng là đối nhân coi trọng nha. Ninh Phong Vũ nói, chính là hỗn độn cảnh thôi, Ninh Mổ tiện tay có thể diệt. Nếu nói cung chủ cao như vậy nhìn hắn, không biết rõ nếu là Ninh Mổ xuất thủ, hắn có thể có còn sống hy vọng. Tử y nữ tử hừ một tiếng, Ninh Phong Vũ ngươi có thể thử một chút. Chớ không phải nói cung chủ coi trọng đường vũ hay sao? Đường vũ quả thật chưa thiên ít có người, nếu như nếu như nói cung chủ thật coi trọng hắn, như vậy xem ở nói cung chủ thật mặt mũi, ninh mổ đương nhiên sẽ không đối với hắn làm những gì rồi hả ninh phong vũ thanh âm không lớn không tiểu thuyết nói bốn phía mọi người rõ ràng có thể nghe cũng nhỏ giọng nghị luận dù sao chưa từng nghe qua tử y nữ tử cùng đường vũ có cái gì đồng thời xuất hiện nhưng là bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được các nàng quan hệ không cạn nhất là tử y nữ tử đối với đường vũ càng là chưa quan tâm thật chẳng lẽ như ninh phong vũ lời muốn nói như vậy vừa ý đường vũ rồi hả có người âm thầm hướng tử y nữ tử đánh giá không cách nào thấy rõ dưới khăn che mặt cụ thể dung nhang nhưng là kia tuyệt thế phong thái thu thủy như vậy con ngươi để cho bao nhiêu cho là chi tâm động núp ở dưới khăn che mặt nhất định là một tấm khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế tiên nhang hơn nữa nhân gia còn có minh nguyệt cung đáng tiếc nha làm sao lại không có vừa ý chính mình đây một số người không khỏi ở tâm lý âm thầm thở dài mà bắt đầu tử y nữ tử khẽ nở nụ cười đáng tiếc nha nhân gia coi thường ta ninh phong vũ trong mắt một tia kinh ngạc thoáng qua không nghĩ tới nàng lại trực tiếp như vậy tương đương thừa nhận rồi dù sao đây là quan hệ đến danh dự thậm chí còn toàn bộ minh nguyệt cung có thể tử y nữ tử liền trực tiếp như vậy tương đương thừa nhận rồi hết thảy các thứ này hơn nữa còn nói đường vũ không coi trọng nàng như vậy không biết xấu hổ, mất mặt lời nói nói thế nào cửa ra. Ninh Phong Vũ hừ một tiếng, lấy nói cung chủ Khuynh Thành chi nhan, hơn nữa Minh Nguyệt Cung, chỉ cần nói cung chủ nghĩ, bao nhiêu chư thiên thanh năm tài tuấn, sợ rằng trong buổi học môn tỏ tình đi. Có thể nha, bọn họ không phải đường vũ, một đám rác rưởi làm sao có thể để cho bản cung chủ nhìn ở trong mắt. Tử y nữ tử khẽ nở nụ cười. Mặc dù đường vũ anh tuấn bất phàm, tu vi cũng là cao thâm, nhưng là chư thiên vô số thanh niên tuấn kiệt, vượt xa hắn người, cũng là có người khác ở, nói thí dụ như tiên các một thanh phong, càng là tuyên cổ hiếm thấy tuyệt thế thiên tài. Ninh Phong Vũ tiếp tục nói, tin tưởng hắn ở nói cung chủ trong mắt nhất định không phải phế vật. Đồng dạng cũng là, tử y nữ tử không chút do dự nào nói. Nhất thời mọi người thất kinh. Các nàng này điên rồi sao? Lời như vậy lại dám ở tiên các nói ra khỏi miệng. Muốn biết rõ tiên các đối với một thanh phong coi trọng, vậy đơn giản đem hắn coi thành tiên các hy vọng. Mà tử y nữ tử nói như vậy, không chỉ đem một thanh phong kinh bỉ nhìn, thậm chí ngay cả tiên các đều bị hắn vô hình trung mang kèm theo rồi. Ninh phong vũ tự như cười mà không phải cười nói, nói cung chủ lời này phải không đem một thanh phong coi ra gì, hay lại là xem thường bọn họ tiên các nhỉ. Hay hoặc giả là hoài nghi tiên các ánh mắt. Tử y nữ tử thanh âm có chút lạnh đi xuống, bản cung chủ có nói xem thường bọn họ tiên cắt sao? Huống chi đây đều là bản cung chủ sự tình chứ? Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, bất quá ngự thiên môn quả thật không có ở đây bản trong mắt của cung chủ, mặc dù minh nguyệt cung thế lực yếu ớt, không cách nào cùng ngự thiên môn so sánh, có thể ngự thiên môn một ít hành động, thậm chí còn ngươi ninh phong vũ cũng để cho bản cung chủ có chút kinh thường. Thô bỉ lão đầu ha ha phá lên cười, vừa cười, còn một bên vỗ tay ta vẫn cho là chỉ có ta lão nhân gia coi thường bọn họ ngự thiên môn đâu rồi không nghĩ tới ngươi cái cô nương này cũng có ý nghĩ như vậy chặt chặt không tệ không tệ nhận được tiền bối khen ngợi tử y nữ tử nói ninh phong vũ sắc mặt có chút khó coi chỉ nghe thô bỉ lão đầu tiếp tục nói bất quá ngươi vẫn cẩn thận điểm ai không biết rõ bọn họ ngự thiên môn đều là một ít bụng dạ hẹp hòi đồ chơi không có nghe ninh phong vũ nói sao Hắn đều muốn cùng tiểu tử kia không chết không thôi. Minh Nguyệt cung thế lực nhỏ, có thể cũng không phải bất luận kẻ nào có thể dễ như trở bàn tay động. Tử Y nữ tử nhẹ nhàng nói. Thô Bỉ lão đầu vẻ mặt tán thưởng, ngay sau đó thất lạc nói, đáng tiếc nha, lão gia nhân ta lớn tuổi. Bất quá ngươi ánh mắt quả thật không tệ, tiểu tử kia tuyệt đối không đơn giản. Hắn hừ hừ rồi hai tiếng, cái gì tiên cát, cái gì ngự thiên môn, toàn bộ chư ngày đều không bằng hắn. Vừa nói hắn cúi đầu xuống, phản phất ở che giấu cái gì. Đường Vũ Như cũ vẫn còn ở không nhanh không chậm có. Cho tới sau này, hắn đã không phân rõ, cả người hoàn toàn mờ mịt đi xuống. Phân không rõ thật giả. Phản phất bây giờ hắn trải qua một giấc mộng, mà bây giờ tỉnh mộng, hắn trở lại lúc trước, ở lúc trước thời gian tỉnh lại. Chỉ là hắn như cũ còn đang mờ mịt đi, bản năng đi. Tự nói với mình, đều là giả. Không nhìn tới không đi nghe. Lần nữa trở lại quá khứ, như vậy thì lần nữa đi. Chỉ là đầy đủ mọi thứ còn như ngày đó một dạng quen thuộc như vậy. Hắn phản phất lần nữa trải qua không đồng sự tình, hắn không phân rõ thực tế như mộng, còn bây giờ là chỉ là mộng. Mộng cùng thực tế thay nhau. Thực tế như mộng trọng điệp. Bây giờ ngươi là thật. Vẫn là lấy trước ngươi là thật. Đột nhiên một giọng nói vang dội mà tới. Giờ phút này Đường Vũ cùng một tòa trên đảo đang cùng Lai Ca uống rượu đây. Đường Vũ đã hoàn toàn mờ mịt đi xuống. Có chút khó mà phân rõ rốt cuộc trước kia là mộng, bước chân vào Quan Âm Hà Lưu, từ đó dự cảm được sau này. Hay lại là hôm nay là mộng, tỉnh mộng lần nữa hồi đến nơi này, trở lại đi qua. Nhưng mà theo giọng nói kia đột nhiên vang dội lên. Đường Vũ tự hồ từ trong mờ mịt thanh tỉnh lại. Lai Ca liền ngồi đối diện hắn, uống nhị oa đầu ngậm thuốc lá thỉnh thoảng đánh một cái ở rượu, cùng đường vũ so tài một chút vù vù vừa nói một ít ngổn ngang. Mà ở trước mặt đường vũ, lại để một cái nướng toàn bộ dê, trước mặt lai ca chỉ có một chút dưa leo đại hột tiêu cái gì. Nhưng là lai ca như cũ còn ăn nồng nhiệt, thỉnh thoảng cả thanh rượu, này hay a à âm thanh. Đây đều là giả. Đường vũ đột nhiên khẽ cười nói, thời gian trường hà không thể nào nghịch chuyển, sở hữu nhất định hết thảy đã phát sinh, tự nhiên không thể đi về rồi dĩ nhiên cũng là có thể quay đầu trở lại quá khứ nhưng là chỉ là lấy một người đứng xem đang nhìn ngày xưa hết thảy thôi đầy đủ mọi thứ đã phát sinh không cách nào sửa đổi đường vũ nói bây giờ hắn người mang thời gian phát tắc có thể ngao du ở vô tận năm tháng trường hà trên thậm chí có thể trở lại quá khứ nhưng là đơn thuần chỉ là trở về có thể xem nhưng không cách nào thay đổi gì Giờ khắc này, Đường Vũ đột nhiên nghĩ đến kiếp trước một vị vĩ đại học gia nói qua. Khi cùng bản thân ngươi vượt qua tốc độ ánh sáng, chính là có thể trở lại trở về. Vâng. Có thể đi trở về, nhưng là chỉ có thể đi xem đến những thứ kia ngày xưa nhất định đã phát sinh hết thảy, mà không cách nào sửa đổi. Đường Vũ ngưng mắt nhìn Lai ca, đột nhiên khẽ cười đứng lên, hướng xa xa bước đi. Quanh. Bốn phía đầy đủ mọi thứ biến mất không thấy gì nữa hắn như cũ còn rong chơi ở trong bể khổ. Đối với khổ hải, đường vũ mơ hồ có chút biết. Cùng thành trống không có chút tương tự. Nếu như hắn không có đoán sai, khổ hải nhất định cũng là ngày xưa vị kia để lại. Chỉ là khổ hải so sánh với thành trống không tự hồ có hơi không đáng chú ý. Thành trống không ánh chiếu ra nội tâm suy nghĩ hết thảy, mà khổ hải phải không cùng thời gian trường hà hiện lên, có thể bước vào năm xưa, cho ngươi cùng ngày xưa chính mình trọng điệp. Nhìn như khổ hải càng muốn cao thâm mạc rắc một ít, kỳ thực lại là một loại mê hoặc tâm trí thời gian phát tắc vì cơ bản. Mà thành trống không chỉ là đơn thuần tự lấy lòng người suy nghĩ tới hiện ra hết thảy. Cho nên thành trống không so với khổ hải là đáng sợ. Đối với giọng nói kia, Đường Vũ nếu như không có đoán sai, hắn lại là ngày xưa vị kia cường giả cái thế. Cùng chế tác thành trống không là cùng một người. Đường Vũ chào hỏi mấy tiếng, giọng nói kia hoàn toàn đắm chìm lại đi theo hắn không ngừng về phía trước. Bốn phía vô số thời gian mơ hồ năm tháng trường hà lần nữa hiện lên. Đường vũ thấy được rất nhiều người quen biết. Thấy được chư thiên băng trách. Thấy được một đạo cô tịch bóng lưng cô độc đứng ở năm tháng trường hà trên quay đầu vạn cổ. Đột nhiên, hắn sắc mặt kịch biến, không dám tin nhìn một màn trước mắt này. Thành trống không? Đạo thân ảnh kia ngưng tụ lần lượt bóng người, đưa bọn họ bỏ vào bên trong quan tài gỗ có ly sơn lão mẫu tôn ngộ không lai ca thậm chí còn có vương á tầm đường vũ hô hấp có chút nặng nề một cái đáng sợ ý nghĩ hiện lên trong lòng hắn dùng lực lúc lắc một cái đầu đem các loại quan ra não hải sẽ không là như vậy tuyệt đối không phải là như vậy hít một hơi thật sâu cưỡng bách chính mình trấn định lại tiếp tục hướng phía trước bước đi hắn tự hồ bản năng cảm giác đến rồi sợ hãi lấy một loại trốn tránh tốc độ muốn phải rời đi nơi này, đi ra khổ hải. Ông Dưới chân nước biển đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Có tiếng chuông vang dội. Là từ tiên các nội bộ truyền tới. Chỉ là đường vũ như cũ còn có chút phòng bị, bởi vì hắn sợ hãi đây cũng là một hoàn cảnh. Một cái hồng sắc hạt, mở ra cánh che khuất bầu trời bay lượn mà qua. Tiên hạt bò lỗng ngổn ở trước người đường vũ, trong miệng phát ra hí, ngay sau đó cúi đầu tự hồ đang quỳ lạy, Đi ra sao? Chỉ đơn giản như vậy. Đường vũ có chút ngạc nhiên. Nhìn như đơn giản, thực ra cũng không đơn giản, không nói xa cách chính là chỉ một muốn giết xuống chính mình, trên căn bản sẽ không có người dám như vậy đi đánh cược. Đây thật là đang liều mạng. Thùng thùng. Tiếng chuông vang dội tiên cắt. Tất cả mọi người ngạc nhiên không nói gì. Trong mơ hồ một đạo thân ảnh ở hồng sắc cự hạt bên trên chậm rãi nổi lên là đường vũ hắn lại vượt qua ải thứ ba ánh mắt của lãnh thiên hành lóe lên qua một ti kiên kỵ thân là tiên các người đối với vân hải hồng kiều hạt khổ hải tự nhiên biết quá tường tận nếu như nói trải qua vân hải là bởi vì trên người đường vũ có bảo bối gì chính dễ dàng cùng vân hải cấm kỵ chi thuật tương khắc như vậy khổ hải liền là đơn thuần lấy chính hắn tâm tính đi ra cách đó không xa một thanh phong trong mắt nổi lên một tia thất lạc bởi vì hắn không có trải qua cũng không có lên đỉnh vân hải hồng kiều bây giờ đường vũ làm được thậm chí bản thân tu vi so với hắn yếu hơn một cảnh giới hắn lại làm được một thanh phong không có làm được sự tình thật đúng là đáng sợ nhỉ đối với đường vũ một thanh phong cũng kiên kỵ thậm chí còn suy tư nổi lên lãnh thiên hành lời nói mà lãnh thiên hành cũng đang suy tư như vậy thiên tài nếu như vậy chết đi không nếm không phải một loại tổn thất vốn cho là một thanh phong tuyệt đối thật giống như thiếu niên trong đồng lứa số một số hai tồn tại có thể giờ phút này là ở trước mặt đường vũ tựa hồ có hơi ảm đạm phai mờ rồi ngươi thật đúng là ra ý của ta vật liệu nha lãnh thiên hành lẩm bẩm nói đã như vậy ta liền cho ngươi một cơ hội nếu là tiên cát vì tiên cát sử dụng có gì không thể nếu là cự tuyệt như vậy như vậy nhân sẽ để cho ta cảm giác uy hiếp, một khi để cho ta cảm giác có chút người uy hiếp, cũng đừng trách ta vô tình. Nếu như đường vũ tiên cát, hắn có thể trọng điểm bồi dưỡng một phen. Nếu như đường vũ cự tuyệt, như vậy đáng sợ như vậy nhân, quả quyết không thể để cho hắn lớn lên. Tiên cát tất cả mọi người lăn ở tại giờ khắc này. Hắn vượt qua ải thứ ba. Từ xưa đến nay tiên các đại hội nở rộ, trải qua ải thứ ba nhân, bất quá một bàn tay, mà bây giờ đường vũ vượt qua, ở tiên các sử ký trung, ở chư thiên trong ghi chép tất nhiên sẽ có hắn sáng chói một bút. Một số người nhìn về phía cái kia ở hồng sắc tiên hạt bên trên bay tới bóng người. Mỗi người ánh mắt có chút phức tạp. Không nghi ngờ chút nào, có người muốn lôi kéo đường vũ. Nhưng là càng nhiều là một ít thế lực cũng đuổi giết quá đường vũ. Một khi hắn thật lớn lên, sợ rằng sẽ khó tránh khỏi có chút uy hiếp. Đã như vậy còn không bằng thừa dịp còn sớm diệt trừ hắn trong đó dĩ nhiên là bao gồm ninh phong vũ muốn biết rõ bọn họ ngự thiên môn đang đuổi giết đường vũ trong chuyện nhưng là không ít động thủ cùng đường vũ đã là không chết không thôi cục diện nhất là lần này càng là âm thầm đánh lén ninh phong vũ đưa hắn đánh rớt xuống nấc thang cái này làm cho ninh phong vũ đối với hắn hận ý càng phát ra nồng nặc vương á tầm có chút kích động ta liền biết rõ tiểu tử này tuyệt đối có thể quả nhiên không nhìn lầm người đường vũ mặc dù ngươi không bằng bản thiếu gia soái nhưng là không trở ngại bản thiếu gia đối với ngươi sinh ra nghiêng bội vương điền ho khan một tiếng âm thầm nhìn vương á tầm liếc mắt ý kia rất rõ ràng ngươi vội vàng tâm miệng cho ta đối với bốn phía một số người dự định vương điền tự nhiên nhìn rõ ràng không thiếu một số người muốn lôi kéo đường vũ nhưng là càng nhiều là sợ hãi hắn lớn lên muốn phải trừ hết hắn mà vương á tầm vừa nói như thế rất dễ dàng bị hữu tâm nhân phóng đại, cho rằng bọn họ là cùng đường vũ cùng một chiếc thuyền thượng nhân, thậm chí sẽ còn vì gia tộc khai ra một ít tai bay vạ gió. Thân là đứng đầu một nhà, tự nhiên được vì gia tộc lo lắng rồi. Tử y nữ tử trong mắt mang theo nụ cười, ngay sau đó khẽ cau mày. Nàng tự nhiên cũng nhìn ra, bốn phía mọi người một ít tâm tư. Sợ rằng tiên các đại hội sau, Đường Vũ sẽ phiền toái không ngừng đi. Thậm chí nàng đều đang hoài nghi tiên các sẽ có hay không có phương diện này dự định, nếu như vậy, như vậy thật đúng là một cái phiền phức. Hạt âm thanh gào thét. Với tiên các trên vang dội. Đường Vũ bóng người càng phát ra rõ ràng hiện lên trước mắt mọi người. Chỉ là mọi người thấy ánh mắt của hắn tràn đầy phức tạp. Từ tiên hạt bên trên bay rơi xuống. Vương Á tầm bước chân động một cái, ngược lại hướng bốn phía nhìn một chút, bước chân hay lại là bữa ở ngay tại chỗ chúc mừng ngươi đường vũ ngươi nhưng là không nhiều vài người xông qua ba cửa ải tin tưởng không lâu sau ngươi tất nhiên sẽ danh chấn chư thiên nhân gia đã sớm danh chấn chư thiên rồi bất quá tin tưởng lần này khẳng định cũng sẽ mọi người lời bàn mà bắt đầu trong đó không thiếu một số người tiến lên đối đường vũ chúc mừng đến nhưng mà nhiều người hơn lại cũng chưa hề đụng tới sợ rằng sau này ngươi sẽ có một chút phiền toái tử y nữ tử đột nhiên nói Đường Vũ sững sờ, ngay sau đó phản ứng lại, hắn cười ha ha một tiếng, nhún vai một cái nói, ta phiền toái còn thiếu sao. Lời này của ngươi cũng đúng. Tử y nữ tử nói, nếu là thật có nhu cầu, Minh Nguyệt cung tự mình tương trợ công tử, lấy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đường Vũ cười ha ha, hiếm thấy cung chủ nhìn lên, chỉ là đường Vũ một thân một mình, cô độc quán. Không muốn có quá nhiều ràng buộc. Công tử sợ rằng hiểu lầm tiểu nữ tử ý, cũng không phải là minh nguyệt cung công việc quan trọng mà vào mà là nếu như công tử có nhu cầu minh nguyệt cung tự mình vì công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó dù là với chư thiên là địch cũng không có gì không thể tử y nữ tử khẽ cười nói ở mọi người nói chuyện gian tiếng chuông lần nữa vang dội lên một cái kim sắc tán mãn nguyệt quan đại đạo chậm rãi cửa hàng đến cho đến mọi người dưới chân tán vô ngân sừng sững ở kim sắc trên đường lớn phương tự hồ đang mắt nhìn xuống mọi người ta tuyên bố lần này tiên các đại hội chỉ có đường vũ một người xông qua ba cửa ải thanh âm của hắn như sấm vang dội ở trên chín tầng trời hướng đường vũ nhìn một cái nhưng mà từ cái nhìn này trung đường vũ cũng cảm giác được một tia âm trầm bây giờ chư vị tiên các đại hội chính thức tổ chức mời chư vị lên thiếu nữ nhẹ nhàng tia xa chậm rãi đi tới đứng ở hai bên vô số cánh hoa tán lạc tại rồi kim sắc trên đường lớn. Bạch hạt hiện ra, bay lượn trên chín tầng trời, đồng thời trỗi lên, âm thanh dao động khắp nơi. Mọi người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng dậm chân lên. Nhưng mà đường vũ lại muốn hỏi một chút, khen thưởng khi nào cho ta nhỉ? Tự hồ nhìn thấu nội tâm của đường vũ suy nghĩ, tử y nữ tử trong mắt lướt qua một nụ cười châm biếm, ngươi còn sợ tiên các giật nợ sao? Ân đây. Đường vũ gật đầu một cái hắn quả thật sợ tiên cát không cho. Tử y nữ tử nũng nịu hờn dỗi nhìn hắn một cái, tiên cát dù là ở vô sĩ, cũng không phải tiền thiếu chứ. Vừa nói nàng không khỏi bật cười. Theo mọi người đi lên tán mãn nguyệt quan đại đạo. Dọc đường thẳng lên. Đi tới cuối, phản phất đi vào một cái không gian khác như thế. Trăm hoa đua nở, thải điệp bay lượn. Sông nhỏ chảy xuôi tiếng nước chảy trong suốt dễ nghe. Hải điệp biến hóa thành từng cái mỹ lệ thị nữ. Đứng ở một bên. Từng tờ một bàn xuất hiện. Ở cách đó không xa ngay phía trước có một trương kim sắc cái ghế, tự hồ đang nhìn xuống chúng nhân. Rất rõ ràng đây là tiên các các chủ vị đưa. Như vậy mắt nhìn xuống mọi người, đã sớm để cho chúng nhân tâm lý bất mãn. Nhưng là lại không dám nói ra. Ở bên cạnh bàn đều viết mỗi người tên. Theo mọi người mỗi người ngồi rơi xuống. Phía trước một giọng nói vang lên. Tiên các đại hội để cho ta thấy được vô số hậu khởi chi tú, thanh niên tuấn kiệt. Nhất là lấy Đường Vũ làm chủ, lấy hỗn độn cảnh giới liên qua ba cửa ải, cổ kim chỉ có, quả thật là chư thiên hiếm thấy vạn cổ thiên mới. Lãnh Thiên hành nhẹ nhàng nói. Lời này nhìn như là đang ở nịnh Đường Vũ, trên thực tế lại có ý riêng. Âm thầm phản phất lại nói, bao nhiêu người so với hắn tu vi cũng cao, các ngươi lại cũng không có đi lên tất cả mọi người hướng đường vũ nhìn lại một câu nói tự hồ sẽ để cho đường vũ trở thành chúng chú mục đường vũ cười ha ha một tiếng các chủ thật sự là quá để mắt ta đường vũ rồi chư thiên biết bao anh hùng hào kiệt bọn họ vô không mạnh bằng đường vũ về phần cái gọi là ba cửa ải nói đến hẳn là may mắn dừng một chút hắn đột nhiên hướng về phía lãnh thiên hành thi lễ đa tạ các chủ lời này có ý gì mọi người sững sờ ngay sau đó phản ứng lại Chẳng lẽ là tiên các âm thầm cùng đường vũ có giao tình gì hay sao? Cho nên để cho hắn xông qua ải thứ ba. Nếu không ninh phong vũ như vậy nhân cũng không có xông qua, tại sao hắn có thể? Hơn nữa ải thứ ba chỉ là tử y nữ tử cùng vương á tầm trần thuật, người ngoài căn bản không được mà nhìn. Ngay từ đầu không có hướng phía này nghĩ. Giờ phút này nghĩ như vậy, tự hồ quả thật có rất nhiều vấn đề. Ải thứ ba dù sao mọi người thấy không tới, dù là đường vũ chính là cùng nhân uống trà, u tây đi, bọn họ cũng không biết rõ. Ngược lại một lát sau, nói đường vũ qua ba cửa ải. Này tự hồ không phải là không có khả năng. Nhất thời mọi người ánh mắt đều có chút ý vị thâm trường đứng lên. Xem ra rất có thể tiên các cùng đường vũ có chút vấn đề nha. Ở ý tưởng như vậy Trung, chỉ nghe đường vũ tiếp tục nói, đa tạ các chủ khoản đãi Mọi người âm thầm hướng lãnh thiên hành nhìn, sau đó vừa âm thầm nhìn Đường Vũ liếc mắt. Nhất thời đều có chút bừng tỉnh đại ngộ rồi. Lãnh Thiên hành nhíu mày một cái, cảm giác có chút kỳ quái, đột nhiên phản ứng lại, nhất thời sắc mặt thay đổi cực kỳ xuất sắc. Hắn đột nhiên cười, "Đường Vũ, không tệ, không tệ, ha ha, vô luận là tâm tính tu vi, ngươi đều có thể ngạo thế chư thiên, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có như thế lòng dạ." Đường Vũ nhún vai một cái, nói, "Tiên các đại hội đã bắt đầu rồi." ta tin tưởng tiên các tuyệt đối sẽ không chỉ là thảo luận ta đường vũ đi hắn đột nhiên nháy nháy mắt nói chúng ta cũng coi là người quen cũ có lúc nào nói chuyện riêng mọi người hít vào một hơi khó khăn đạo tiên các các chủ cùng đường vũ có cái gì đếm không hết quan hệ tự hồ cũng không phải là không có khả năng muốn biết rõ lúc ấy đuổi giết đường vũ thời điểm bao nhiêu lần thời khắc sinh tử nhưng là đều bị đường vũ trốn tới ngược lại thậm chí đại sát tứ phương giết bọn hắn một ít môn phái cũng sợ hãi chuyện này bọn họ rất kỳ quái theo lý thuyết đường vũ lúc ấy bất quá đại đạo cảnh làm sao sẽ đáng sợ như vậy nếu như nói phía sau là tiên cát như vậy tự hồ cũng liền thuyết phục một cái nữa đường vũ quá mức cường đại đáng sợ người như vậy tự hồ chỉ có bọn họ tiên cát nhân tài có thể bồi dưỡng được khóe miệng của lãnh thiên hành co quắp một cái trên người khí tức tự hồ không áp chế được bạo động lên theo đường vũ lời này để cho người ta không khỏi hoài nghi rồi hắn và tiên các quan hệ. Lãnh thiên hành tự nhiên nghe hiểu, thậm chí phía dưới một số người cũng nghị luận ầm ĩ. Lãnh thiên hành cười ha ha một tiếng, tam quan công bình công chính, một điểm này mọi người yên tâm, lấy tiên các quả quyết sẽ không lấy cái gì bị ổi thủ đoạn. Đúng, phi thường công chính. Đường vũ không ngừng bận rộn gật đầu, đứng lên, nói, liên quan tới một điểm này mọi người yên tâm, ta đường vũ lấy tánh mạng bảo đảm, tuyệt đối không có bất kỳ mờ ám tử y nữ tử cúi đầu tự hồ đang cố nén cười ý mà thô bỉ lão đầu lại ha ha phá lên cười sắc mặt của lãnh thiên hành như thường hướng phía dưới mọi người nhìn thấy nói tiên cắt nhiều năm không ra không nghĩ tới lại nhiều nhiều như vậy một ít thanh niên tuấn kiệt lãnh thiên hành thở dài một cái sau này chư thiên hy vọng coi như đóng trả trên người bọn họ rồi tất cả mọi người không nói gì ai cũng biết rõ sợ rằng Lãnh Thiên Hành lập tức phải nói ra một ít mang theo mục đích tính đề tài. Mà cái này chỉ sợ cũng là tổ chức tiên các đại hội, để cho Chư Thiên có uy tín danh dự người đến này nguyên nhân chủ yếu. Bản nghĩ tới chúng ta tiên các một mực thối lui cư thế ngoại, nhưng là Chư Thiên nhiều mặt rối loạn, các nơi đều có nhân vật khủng bố, tập kích tinh vực, còn có này Thiên Hổ coi nhìn chăm chú. Lãnh Thiên Hành nói, tiên các thân là Chư Thiên thế lực một người trong đó quả quyết không thể nhìn những thứ này nhân vật khủng bố, như vậy họa loạn chư thiên. Cho nên tiên các không thể không xuất thế. Chỉ là tiên các nhìn như cường đại, đối phó những thứ kia nhân vật khủng bố, như cũ khó tránh khỏi còn có chút thế đơn lực cô, cho nên còn cần chư vị đồng tâm hiệp lực mới là nha. Có lẽ các ngươi giữa lẫn nhau có một ít thù oán, nhưng là bây giờ chư thiên rối loạn, bất kỳ thù oán đều có thể thả để xuống một cái, dù sao chư thiên làm trọng. Mọi người ai cũng không nói gì. Bởi vì cũng sớm đã đoán được tiên các rất có thể là cái ý này. Nhưng là đoán được là đoán được, dù sao không nhất định là thật. Người sao? Đều có loại này may mắn trong lòng. Nhưng mà bây giờ Lãnh Thiên Hành nói thẳng ra lời như vậy, rất rõ ràng hắn muốn liên hiệp chư thiên thế lực, chung nhau chống cự thiên ma này một ít nhân vật khủng bố. Càng nhiều là muốn đem chư thiên sở hữu thế lực xếp vào tiên các bên dưới. Các vị đang ngồi ở đây đại đa số đều là một phương trưởng môn. Nếu là cứ như vậy thuộc về ở tiên các minh hạ, sự tình như thế tự nhiên không thể nào đáp ứng. Nhưng là tiên các thế lực cường đại, lại không có cách nào cự tuyệt, cho nên mỗi người cũng đang trầm mặt đến. Bây giờ chư thiên rối loạn, chỉ một lấy tiên các thực lực căn bản là không có cách hoàn toàn thủ hộ chư thiên. Lãnh thiên hành nói, nếu là nhiều mặt môn phái, như cũ như vậy chia năm sẽ bảy, bị thiên ma thậm chí còn một ít nhân vật khủng bố từng cái kích phá cũng không phải là không có khả năng mọi người liên hợp lại gần là vì chư thiên an ổn cũng là vì bản thân môn phái lo nghĩ lãnh thiên hành cười nhạt dĩ nhiên nếu là các vị cho là mình có tự vệ thậm chí còn đối phó thiên ma thủ đoạn như vậy tiên các tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng mọi người có thể suy tính một chút đây là vì chư thiên không phải là vì chúng ta cá nhân nhưng không phải là bởi vì như thế, chúng ta tiên các quả quyết sẽ không ra thế, kia sợ sẽ là những thứ kia nhân vật khủng bố đánh tới, tiên các cũng có đủ để tự vệ thực lực. Đáng tiếc chư thiên hỗn loạn, bao nhiêu người chết ở những thứ kia nhân vật khủng bố trong tay, quả thật là để cho tiên các không thể không xuất thế nha. Lãnh Thiên hành thở dài một cái, tin tưởng một số người cũng biết rõ, rất nhiều người cũng thôi toán ra, đời này có khó mà tin tưởng đáng sợ rối loạn phát sinh thậm chí liền liền thiên cơ lão nhân cũng từng đoán qua, nhưng là lại có một tia hy vọng phơi bày. Liên quan tới này một tia hy vọng rốt cuộc là người nào? Ta một mực cũng đang hoài nghi. Lãnh Thiên Hành nói, nhưng là chư vị ở Đăng Vân Hải Hồng Kiều thời điểm, một giọt máu đột nhiên bay ra. Giọt máu này nhất định là một cái cường giả thời thượng của thật sự để lại, về phần tại sao đột nhiên mà ra, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là cùng người nào đó có cự đại nhân quả quan hệ mà người này rất có thể chính là rối loạn hy vọng dĩ nhiên cũng có lẽ bây giờ nói những thứ này còn hơi sớm nhưng là bây giờ chư thiên đã tại rối loạn rồi cho nên ta cho là chúng ta không thể không trước thời hạn để chuẩn bị chỉ có như vậy có lẽ mới có thể tránh thoát rối loạn mọi người ai cũng không nói gì đang lúc này một người đứng lên nói không biết rõ này tia hy vọng là ai nói chuyện chính là phạm âm cốc lô hữu dư tử y nữ tử nhìn hắn một cái nhìn như tiên các tỷ thế bất xuất nhưng là một ít thế lực phía sau đều có tiên các bóng người thậm chí nói là tiên các nâng đỡ đứng lên liên quan tới một điểm này một số người tự nhiên vẫn là biết rõ xem ra phạm âm cốc rất có thể chính là tiên các nâng đỡ đứng lên mà lô hữu dư cũng có thể là tiên các nhân mọi người đều nói là tiểu đồ một thanh phong lãnh thiên hành nói đối với lần này ta một mực cũng thần du hoài nghi, tiểu đồ tuy có nhiều chút bất phàm, làm sao có thể là chư thiên hy vọng đây. Nhưng là theo giọt kia huyết đột phá mà ra, cùng tiểu đồ tự hồ có hơi quan hệ nhân quả, cái này làm cho ta không khỏi trầm tư. Nếu quả thật là tiểu đồ, như vậy ta người sư phó này tự nhiên mừng rỡ. Vì chư thiên, chúng ta tiên các vô luận làm gì, đều là nghĩa bất dung từ. Lãnh thiên hành nói, nếu như tiểu đồ thật có đến như năng lực này, kia sợ sẽ là thối vị nhượng chức, đem tiên các giao phó với nó, không khỏi cũng không phải một cọc chuyện may mắn nha. Một số người có chút ồ lên đứng lên. Không nghĩ tới lãnh thiên hành lại đối một thanh phong cao như vậy nhìn, thậm chí càng đem tiên các giao cho hắn. Bất quá đối với chư thiên rối loạn, cái gì sẽ có này một tia hy vọng, một số người vẫn là không hiểu. Mà có vài người biết, bọn họ cũng không tin. Rối loạn. Bây giờ đã rối loạn rồi, ở loạn còn có thể loạn đi đâu vậy chứ? Thậm chí còn có nhân ôm không có vấn đề thái độ. Rối loạn liền rối loạn chứ sao? Bọn họ tự nhận là vẫn có năng lực tự vệ. Cho nên những chuyện này cùng bọn họ có quan hệ gì? Một thanh phong. Lô Hữu Dư khen ngợi một câu, hắn đúng là vạn cổ hiếm thấy tuyệt thế thiên tài. Nếu quả thật như các chủ lời muốn nói như vậy, như vậy lấy một thanh phong tới lãnh đạo mọi người, không nếm không phải chư thiên chuyện may mắn nha lời nói này để cho tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại tử y nữ tử ám thầm hừ một tiếng đừng vũ hết điên cuồng trước mặt tiên lộ chỉ vì tử y nữ tử nói cho hắn biết cái này có thể tăng trưởng tu vi cho nên hắn không ngừng uống đứng ở bên cạnh hắn cái kia thị nữ tự hồ cũng muốn khóc mặc dù này là miễn phí nhưng là cũng không thể như vậy một ly tiếp lấy một ly rót đi tiên lộ quả thật là đồ tốt có thể tăng trưởng pháp lực nhưng là đi tới nơi này người tốt sằng bậy đều có thân phận nhân kia sợ sẽ là đang suy nghĩ uống cũng phải nhịn đến giả bộ phong độ lịch sự đi như vậy không biết xấu hổ nhân có thể nói là toàn bộ chư thiên hiếm thấy thô bỉ lão đầu đồng dạng cũng là như thế thậm chí rất là vì thị nữ lo nghĩ sợ hãi nàng mệt nhọc dù sao không ngừng ngã cũng thật mệt mỏi cho nên trực tiếp để cho người ta đem ấm đã lấy tới Bên cạnh đường vũ thị nữ cùng thô bỉ lão đầu thị nữ đúng rồi liếc mắt, hai người cũng lộ nở một nụ cười khổ. Tự hồ ai tháng chính mình vận khí không được, làm sao lại gặp hai cái này kỳ lạ. Vương Á tầm tay cầm quạt xếp, cùng bên người thị nữ treo chọc đến. Treo chọc thị nữ khanh khách không ngừng cười. Quả là như thế, tiên các giả tâm thật đúng là đại nha. Muốn thống trị toàn bộ chư thiên. Tử y nữ tử nói. Đường vũ cười ha ha, này chưa chắc cũng không phải là chuyện tốt tối thiểu mọi người có thể tạm thời buông xuống với nhau giữa ân oán tới chuyên tâm ứng phó ngoại địch hắn nhún vai một cái chỉ có ngoại địch mới có thể làm cho một số người liên hợp lại quên đi tất cả ân oán tử y nữ tử hướng bốn phía nhìn một cái mặc dù tiên các thế lực cường đại nhưng là ai lại cam tâm như vậy thuộc về ở tiên các bên dưới đây cho nên lúc này mới thú vị đường vũ từ tốn nói ở một cái nhìn như liên hiệp nói muốn chung nhau chống đỡ đại địch, ai dám cam đoan chính mình không phải quân cờ đây. Giống như là ngươi nói, mỗi người đều có phe mình thế lực, như vậy khuất phục với tiên các bên dưới nhất định là có những người này sẽ không đáp ứng. Nhưng là tiên các chưa chắc sẽ không dết gà dọa kỹ. Tử y nữ tử nhíu mày, một điểm này rất có thể. Không phải rất có thể, là nhất định. Đường Vũ bình tĩnh nói, từ tiên các đại hội tổ chức bắt đầu, Tiên Các vô không phải cấp cho người khác một loại trên cao nhìn xuống cảm giác. Còn ngươi nữa hướng bốn phía cảm ứng một chút, cách đó không xa phân bố hơn 10 vị hỗn độn cảnh cao thủ. Đường Vũ uống một hớp tiên lộ, đập chắc lưỡi, vô không phải ở hướng mọi người triển hiện tiên các thực lực. Tử y nữ tử trầm mặt lại. Đường Vũ nói, các ngươi Minh Nguyệt cung không phải là thuộc về ở tiên các bên dưới chứ? Nếu như là công tử, như vậy Minh Nguyệt cung tự nhiên nguyện ý tử y nữ tử khẽ cười nói. Chỉ nghe, lãnh thiên hành tiếp tục nói, nhưng là tiểu đồ dù sao tuổi tác còn thấp, bất quá 500 tuổi, tuy nhưng đã bước vào hồng môn cảnh, nhưng dù sao vẫn là có chút còn tấm bé nha. 500 năm còn có chút còn tấm bé. Đường vũ trừng lớn con mắt. Nhưng mà lời nói này nhìn như là đang nói một thanh phong tuổi còn nhỏ, trên thực tế là trong bóng tối đắc ý khen ngợi một thanh phong. Dù sao lấy cái tuổi này liền bước vào hồng môn cảnh, có thể nói cổ kim chỉ có. Quả thật là chưa thiên đệ nhất thiên tài. 500 tuổi hồng mông cảnh, quả thật là chưa bao giờ có. Đúng nha, bao nhiêu người mấy ngàn năm cũng không đạt tới cảnh giới này. Cùng hắn vừa so sánh với thật sự là để cho ta đợi xấu hổ nha. Bốn phía mọi người khen ngợi đứng lên. Đừng để ý như thế nào, chỉ một một thanh phong lấy cái tuổi này có như thế tu vi, để cho người ta không thể không nghiêng bội nha. Ninh Phong Vũ nhìn đường Vũ liếc mắt, khóe miệng thoáng qua một tia ý vị thâm trường nụ cười. Nhất thời đường Vũ tâm máy động đột, cái này lão bất tử muốn gây sự tình nhỉ. Một thanh phong thiên phú tu luyện quả nhiên để cho ta đợi nghiên bội, thật sự là so với bất quá. Ninh Phong Vũ thở dài một cái, nhưng là cổ kim hiếm thấy thiên tài, tự hồ không thấy được đi, tối thiểu trước mắt thì có một vị thanh niên tuấn kiệt, hắn thiên phú càng kinh người hơn nói này ngạch ninh phong vũ tầm mắt rơi vào trên người đường vũ nhất thời bốn phía mọi người đều nhìn lại nếu như không có đoán sai đường vũ tuổi không qua trăm đi bất quá trăm hỗn độn cảnh ninh phong vũ lắc đầu một cái không biết rõ tiên các thiếu chủ bước vào hỗn độn cảnh dùng bao nhiêu năm lãnh thiên hành nhìn đường vũ liếc mắt chậm rãi nói hơn ba trăm năm mặc dù bây giờ đường vũ tu vi quả thật tiến bộ thần tốc nhưng là mỗi một cảnh giới cũng khó như lên trời có lẽ hắn cuộc đời này chỉ có thể dậm chân tại chỗ đây lời nói này không tệ có vài người nhìn như ngay từ đầu thiên phú kinh người nhưng là hậu kỳ nhưng có chút mất sức cuối cùng mẫn nhiên mọi người vậy ninh phong vũ nói bất kể hắn sau này như thế tối thiểu giờ phút này hắn lấy bất quá trăm tuổi chi niên bước vào hỗn độn cảnh chỉ một một điểm này đây mới là từ xưa đến nay chưa hề có chứ người này đây là ở không đi gây sự nha đường vũ ám thầm hừ một tiếng ngươi chờ ta có thời gian ta nhất định đi ngươi ngự thiên môn đi bộ một vòng thô bỉ lão đầu nhìn giống như thà phong vân ánh mắt chớp động nhìn tựa hồ có hơi không có hảo ý quả thật nếu như nếu như nói như vậy như vậy đường vũ tuyệt đối là đệ nhất thiên tài cho dù là một thanh phong ở trước mặt đường vũ cũng phải ảm đạm phai mờ không sai đối với đường vũ thiên phú ngay cả ta đều hâm mộ chặt nha lãnh thiên hành cười nhạt nhưng mà mọi người lại nghe được một ti kiên kỵ ý vị. Đường Vũ cười ha ha nói, chư vị các thật là quá để mắt ta Đường Vũ rồi. Đâu có đâu có, Đường Vũ tu vi của ngươi nhưng là quá rõ ràng, nhất là không lâu trước đây đổ kiếp, ta từ không bái kiến như vậy đổ kiếp phương thức. Ninh Phong Vũ tiếp tục nói, cho Đường Vũ phóng cừu hận. Đường Vũ hận đến cắn răng nghiến lợi, hận không được cho Ninh Phong Vũ dầm nát cho chó ăn này về phần rõ ràng như vậy phóng cừu hận sao không phải là đánh lén một chút không tự hồ cũng không làm cái gì nha liền cái này đức hạnh hay lại là ngự thiên môn môn chủ đây thật sự là có chút quá mức bụng dạ hẹp hòi rồi cái gì cũng không phải mọi người nhìn về phía ánh mắt của đường vũ lại ngưng trọng hai phần không lâu trước đây đường vũ đổ kiếp nhưng là quá rõ ràng trực tiếp nằm buồn ngủ một chút liền xong chuyện Liên quan tới như vậy độ kiếp phương pháp, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Chẳng lẽ nói Đường Vũ cũng như một thanh phong một loại có đại khí vận trong người. Ninh Phong Vũ vẻ mặt ngưng trọng nói. Lãnh Thiên Hành nhìn ánh mắt của Đường Vũ cũng có chút đổi một cái. Đại khí vận. Nếu quả thật có đại khí vận trong người, người này tuyệt đối không thể lưu. Thậm chí ngay từ đầu hắn còn đang suy nghĩ đem Đường Vũ kéo vào tiên các đây. Nhưng là mấy lần thử mò xuống đường vũ người này là tuyệt đối không dễ dàng bị người trưởng khống. Nhìn như có chút không được điều, trên thực tế bụng dạ cực sâu. Tựa như cùng vừa mới, mấy câu nói sẽ để cho mọi người hoài nghi rồi tiên cắt cùng đường vũ quan hệ, thậm chí càng cho là này ba cửa ải sẽ có hay không có nhiều chút mờ ám. Đường vũ cười ha ha một tiếng, thà trưởng môn thật là sẽ đùa, nhìn lên ta đường vũ nha. Giờ khắc này, đường vũ đột nhiên đứng lên, nghiêng bội nói, bây giờ chư thiên rối loạn, còn có thiên ma mắt long long, tiên các vị chư thiên trọng tân nhập thế, chỉ một chính là chỗ này phần hiệp nghĩa chi tâm, cũng để cho ta đường vũ nghiên bội vạn phần. Tiền bối cũng nói, tiên các nhìn như cường đại, nhưng là tương đối mà nói nha có chút thế đơn lực cô rồi, cho nên lúc này mới muốn cùng mọi người liên hợp lại cùng nhau, chung nhau chống cự ngoại địch, bảo trì chư thiên hòa bình, đối với lần này ta cho là quả thật là chư thiên may mắn chuyện nha. Đường vũ thở dài một cái, về phần vãn bối chuyện so sánh với chư thiên hòa bình quả thật là nhỏ nhặt không đáng kể nha các ngươi nghị luận ta vô dụng còn là nói các ngươi muốn liên hiệp chính sự đi đừng ở chỗ này sao kéo độc tử các ngươi không chê mệt mỏi ta đều mệt mỏi đối với tiên các đại nhân đại nghĩa thật sự là để cho vãn bối nghiên bội đường vũ tiếp tục nói ngươi nghiên bội cái rắm một mình ngươi cô gia quả nhân không giống như là chúng ta đều có thế lực nhân mọi người đang tâm lý thầm mắng nhưng mà lại không thể không bội phục đường vũ cơ trí mấy câu nói liền đem lời đề lần nữa nghịch chuyển trở lại hơn nữa còn là lấy chư thiên hòa bình đi nói càng là khen tiên các một phen tiểu tử này thật đúng là không đơn giản giờ phút này đối với đường vũ một số người không khỏi lần nữa cao nhìn vô luận là tu vi hay lại là tâm trí sợ rằng đều là ít có như vậy thanh niên tuấn kiệt làm sao lại không phải mình môn phái người đâu một số người mặc dù muốn lôi kéo đường vũ nhưng là ngại vì thân phận của đường vũ vấn đề cũng không dám tùy tiện đối với hắn ném ra cành ô liu dù sao vốn là hắn đã là chư thiên địch nhân mà lần này nhìn cùng tiên các tự hồ có cái gì không giống nhau quan hệ đương nhiên chỉ là suy đoán nói là đường vũ cùng tiên các có một ít quan hệ nhìn lại không giống dù sao lãnh thiên hành mấy lần đối đường vũ làm khó dễ này đều là mọi người quá rõ ràng lãnh thiên hành âm thầm nhìn đường vũ liếc mắt rồi mới lên tiếng không sai bây giờ việc cần kiếp trước mắt là chư thiên rối loạn sự tình đây đã là vội vàng ở trước mắt được giải quyết vấn đề nếu không cứ thế mãi đi xuống sợ rằng toàn bộ chư ngày đều khó khăn dĩ an sinh chư thiên nhìn như môn phái đông đảo lại với nhau giữa lục đục với nhau tựa như chia rẽ như thế nếu là tiếp tục như vậy Mỗi người đều có như vậy tính toán, như thế nào đến chống ngoại địch những thứ kia nhân vật khủng bố. Tiên các lần này xuất thế, càng nhiều là muốn mọi người đoàn kết nhất trí, buông xuống với nhau giữa ân ân oán oán, liên thủ đến chống ngoại địch. Dừng một chút, Lãnh Thiên Hành tiếp tục nói, dĩ nhiên, đây chỉ là tiên các ý tứ, cụ thể như thế nào hay lại là các vị cẩn thận cân nhắc một phen đi. Mọi người cũng trầm mặt lại. Chỉ có Đường Vũ đợi cá biệt vài người, hoàn toàn không có để ý bởi vì bọn họ đều là không môn không phái. Mọi người ở đây trong trầm tư, chỉ nghe lãnh thiên hành tiếp tục nói, dĩ nhiên, vì đối kháng ngoại địch, bảo trì chư thiên hòa bình, tiên các cũng chuẩn bị đại khai sơn môn, phàm là nhiệt huyết chi sĩ, đều có thể tiến vào tiên các. Mọi người ồ lên đứng lên. Tiên các bao nhiêu người mơ tưởng đã lâu muốn muốn vào nhập môn phái. Không nói ra cách chính là chỉ một một ít linh đang dịu dược, thậm chí còn một ít vô thượng pháp thuật, đều là hiếm có cực phẩm huống chi một khi tiến vào tiên cát thật là liền có thể toàn bộ chư thiên sông pha nhất thời vài người đứng dậy biểu thị nguyện ý tiên cát nhưng mà này theo đường vũ không nếm không phải thu mua lòng người khác một loại thủ đoạn dùng để lớn mạnh tiên cát giống vậy đối với một số người cũng là một loại cám dỗ lô hữu dư đứng dậy bảo trì chư thiên hòa bình là chúng ta tu sĩ việc nằm trong phận sự nếu là các chủ không ngại lô mổ nguyện ý dẫn phạm âm cốc vào tiên cát chỉ cầu vì chư thiên an ổn có thể hơi hết một ít lực lượng nhỏ bé có dẫn đầu dĩ nhiên là sẽ nhiều hơn lúc này một ít môn phái cũng rối rít đứng dậy dù sao này thuộc về tiếng vào tiên các bên trong vạn nhất thật nhân vật khủng bố đánh tới lấy bản thân môn phái lực lượng là không cách nào ngăn cản nói như vậy tiếng vào tiên các lợi nhiều hơn hại rất nhiều chỗ tốt lãnh thiên hành cười chúng chiếm gật đầu một cái đứng lên hướng về phía mọi người chắp tay nói các vị như thế thâm minh đại nghĩa, thật sự là để cho lãnh mổ nghiên bội. Trong đó một ít môn phái, khó tránh khỏi là tiên các phía sau nâng đỡ. Bây giờ tiên các mục đích đã minh xác bọn họ tự nhiên sẽ đứng ra ủng hộ. Còn lại một ít môn phái, về phần có phải hay không là tiên các nâng đỡ, còn có đợi quan sát. Nhưng là lô hữu dư phạm âm cốc phía sau tuyệt đối là tiên các. Luôn nói đến, mọi người sớm đã là người một nhà, chỉ là chơi một bánh xe, còn có thể kéo theo một số người. Đường vũ ở tâm lý cười lạnh một tiếng. Có chút kinh thường. Nói dễ nghe, vì duy trì chư thiên hòa bình. Cái này làm cho lời nói, nếu như hắn tin rồi, kia chính là người ngu rồi. Đương nhiên, cũng không thể chối, tiên các có thể sẽ đối với một ít nhân vật khủng bố xuất thủ. Dù sao những thứ kia nhân vật khủng bố, sợ rằng để cho tiên các cũng sẽ cảm giác có uy hiếp. Xem ra tiên các mưu đồ đã lâu, chỉ là một trận tiên các đại hội sẽ để cho nhiều người như vậy trong đó, tử y nữ tử thở dài một cái. Hẳn là bọn họ nắm chặt nắm mắt thời cơ tốt. Đường Vũ bình tĩnh nói, nếu như là ở chư thiên an ổn lúc, một số người sợ rằng tuyệt đối sẽ không, bây giờ chư thiên rối loạn, bám vào tiên các bên dưới không nếm không phải tìm cho mình một cái núi dựa. Ngươi nói không tệ. Tử y nữ tử nói, xem ra tiên các đã sớm đem hết thảy đều kế hoạch được rồi. Đó là khẳng định, nếu không làm sao sẽ cao điều như vậy xuất thế còn chỉnh này cái gì đại hội từ tiếng vào tiên các lúc tiên các vô không phải ở hướng mọi người hiện ra bọn họ tiên các thực lực đường vũ cười lạnh một tiếng nếu như ta không có đoán sai sợ rằng tiên các còn sẽ có đến hậu thủ chứ dù sao một ít tương đối lớn môn phái đi không có bất kỳ tỏ thái độ tử y nữ tử nhìn hắn một cái sự tình như thế cũng không phải là không có khả năng nàng hướng lãnh thiên hành nhìn Lần này Tiên Các thực lực bất tri bất giác lần nữa lớn mạnh mấy phần, sợ rằng sau này toàn bộ Chư Thiên Thật sẽ lấy Tiên Các làm chủ. Nếu quả thật là vì duy trì Chư Thiên, như vậy để cho mọi người đoàn kết lại, cũng chưa hẳn không được, chỉ sợ Tiên Các có cái gì khác mục đích. Đường Vũ nói. Có mục đích khác. Tử Y nữ tử ngẩn ra. Đường Vũ nói, có lẽ đi, ta cũng không biết rõ. Vừa nói bưng lên tiên lộ lần nữa uống một lát sau một thanh phong chậm rãi đi ra hướng về phía mọi người có chút thi lễ nhất thời mọi người vô cùng thán phục không hổ là một thanh phong quả nhiên là tuấn tú lịch sự hơn nữa quanh thân chảy xuôi khí tức đáng sợ ba động mặc dù chỉ là yên lặng đứng lại có một loại bình tĩnh tự tin phong cách vô địch tham kiến sư tôn một thanh phong tham kiến các vị tiền bối một thanh phong từ tốn nói thanh âm bình tĩnh và hút để cho người ta như tắm xuân như gió nhìn một chút một thanh phong, vương á tầm vội vàng lấy gương ra đối với chính mình chiếu mà bắt đầu, con mắt còn không do thỉnh thoảng đánh giá một thanh phong. Tự hồ đang so sánh với nhau nhan giá trị, ai hơn muốn đẹp một chút. Không hổ là tiên các thiếu các chủ. Tu vi quả nhiên cao thâm. Người này mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng là quanh thân lại chảy xuôi đáng sợ uy thế, chỉ sợ sẽ là so với ninh phong vũ cũng không kém gì bao nhiêu, thậm chí sẽ càng mạnh hơn một phần đi mọi người nghị luận. Khóe miệng của Ninh Phong Vũ cười chúng chiếm, chỉ là ánh mắt lại có một tí không cam lòng thoáng qua. Đây là tiểu đồ một thanh phong. Lãnh thiên hành trong mắt mang theo vui vẻ yên tâm, tiểu đồ thường xuyên khuất phục tiên cát, thiếu lịch luyện, chuyện này đi qua, ta hy vọng hắn có thể du lịch chư thiên một phen. Nếu như có thể ta chờ hắn trở về, ta sẽ đem tiên cát giao cho hắn. Cần gì phải đi ra ngoài lịch luyện nhỉ? Bây giờ đang ngồi một vị, thì có một vị kỳ tài, nếu là hai người đánh một trận, sợ rằng nhất định là khó gặp xuất sắc." Lô Hữu Dư đột nhiên cười nói. Đường Vũ ngẩn ra. Nói không tệ, lúc ấy hai vị kỳ tài nếu như đánh một trận, thật đúng là để cho người ta hướng tới nha." Ninh Phong Vũ tiếp lời nói. Đường Vũ tâm máy động đột. "Ngươi một cái rùa con bê, ngươi chờ ta. Ngươi xem ta có thời gian đi các ngươi ngự thiên môn đi bộ không?" nhưng mà đường vũ lại nhìn lô hữu dư liếc mắt chẳng lẽ nói đây là tiên cắt ở sau lưng bày mưu đặc kế tự hồ không phải là không có khả năng này cái này lão bất tử ninh phong vũ như thế đáng hận nếu như sau này có cơ hội giết chết nha tử y nữ tử khẽ cười nói trữ môn chủ hai vị thật sự là quá mức nói giỡn, huống chi tiên các đại hội như vậy cao nhã yến hội sao có thể lỗ mãn tỷ thí đây này khởi không phải để cho yến hội cao nhã nhiều một chút tì vết nào. Lãnh thiên hành giả bộ một cái lăng dáng vẻ, ngay sau đó mừng rỡ, đúng nha, ta tại sao không có nghĩ tới chứ. Hai vị tráng niên tài tuấn, luận bàn một phen, đảo cũng không sao. Vừa nói, hắn nhìn nói với tử y nữ tử, tiên các đại hội mặc dù tổ chức nhiều lần, cũng chưa bao giờ có như vậy tỉ thí luận bàn, nhưng là quy củ là chết, người là sống. Nếu chư vị muốn vừa thấy lúc ấy hai vị kỳ tài luận bàn, như vậy ta liền phá lệ, cũng không phải không được. Rõ ràng mình mới là người trong cuộc. Tự hồ cho là đường vũ đã đáp ứng như thế. Hắn lúc nào như vậy không có tồn tại cảm. Còn là nói nhận định, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Đường vũ có chút không nói gì, hoài nghi bọn họ có phải hay không là một ít não tàn. Tử y nữ tử há miệng, tự hồ còn muốn nói gì. Không sai, nếu là có thể thấy lúc ấy hai vị kỳ tài tỷ thí, đối với chúng ta mà nói quả thật là một kiện chuyện may mắn nha một cái tiên các thiếu các chủ một cái lúc ấy kỳ tài đã từng chém chết chư thiên một mảnh huyết sắc thậm chí lấy vốn là đại đạo cảnh ngược chiều phạt bên trên chém chết hỗn độn cảnh tin tưởng hai vị tỷ thí nhất định là xuất sắc tuyệt luân mọi người còn nghị luận ầm ĩ đến tự hồ đều tràn đầy mong đợi nhưng mà một số người lại biết rõ đây là không trâu bắt chó đi cày cho đường vũ đặt bẫy đây không nói trước xa cách một thanh phong tu vi nhưng là cao hơn đường vũ ra một cảnh giới, đường vũ làm sao có thể sẽ có thắng cơ hội đây. Vạn nhất một thanh phong một cái không khống chế tốt, cho đường vũ giết chết, tự hồ cũng không cái gì. Đương nhiên cái này không khống chế tốt, ai biết là thật không khống chế tốt, hay là giả nha. Đến thời điểm ngại vì tiên các thực lực, ai dám tùy tiện nói chuyện. Chỉ là một số người lại cảm thấy kỳ quái, ngay từ đầu bọn họ còn hoài nghi đường vũ tự hồ cùng tiên các có chút quan hệ, nhưng là bây giờ lại chơi đùa ra như vậy vừa ra. Cái này làm cho mọi người có chút khó hiểu đứng lên. Tử y nữ tử cười ha ha, tỷ thí. Như vậy tỷ thí thật sự là có khiếm khuyết công bình nha, một cái hỗn độn cảnh, hay lại là không lâu trước đây vừa mới đột phá, một cái hồng môn cảnh, chẳng nhẽ đây chính là đoàn người cho là tỷ thí công bình sao? Khó tránh khỏi có chút khi dễ người đi. Nói đúng, nói quá đúng. Đường vũ thở dài nói, không nghĩ tới tiên các lại cũng muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Liền như vậy, không cần tỉ thí, ta nhận thua, bởi vì ta không đánh lại. Một thanh phong nhìn về phía đường vũ, ta có thể mang tự mình tu vi áp chế đến hỗn độn cảnh ngươi đánh một trận. Thanh âm của hắn tràn đầy lòng tin. Tự hồ cùng cảnh giới, hắn chiến bại đường vũ đều là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà đường vũ tại nội tâm lại hừ một tiếng. Ngươi cho tiểu vương tám đảng, ngươi là thật không có từng chịu đựng xã hội đánh dữ dội nha. Nếu như có thể, đường vũ thật rất muốn làm thịt hắn. Cho dù là hồng mông cảnh thì như thế nào? Chỉ nghe một thanh phong tiếp tục nói, đường huynh, ta ngươi chuyện không có quan hệ gì với tiên cát, chỉ vì là ta muốn cùng đường huynh đánh một trận. Lời này để cho đường vũ nghiên bội nhìn hắn một cái, cười ha ha một tiếng nói, vốn là ta nghĩ đến ngươi cùng một ít người không sai biệt lắm không nghĩ tới lại coi thường ngươi. Nhưng là ta còn là nhận thua, không đánh. Hắn mở ra tay, hướng trên ghế dựa vào một chút. Đây cũng quá không được chứ? Cùng cảnh giới đánh một trận cũng đều nhận thua. Không nên nha, theo lý thuyết đường vũ chiến lực siêu quần, nếu như cùng cảnh giới đánh một trận, thắng bại còn chưa biết. Này không đánh mà hàng, không ngờ nha. Mọi người nghị luận ai cũng không nghĩ tới đường vũ trực tiếp thẳng thắng như vậy, bất chiến, trực tiếp nhận thua. Này liền có chút ngoài dự đoán của mọi người. Một thanh phong trong mắt kinh ngạc thoáng qua, lãnh thiên hành cũng có chút ngạc nhiên. Theo lý thuyết tình nguyện bị người đánh chết, cũng không thể bị người hù chết. Nhưng là nhân gia ngược lại tốt, trực tiếp không đánh, nhận thua. Hơn nữa nói có lý chẳng sợ. Đường vũ ngươi sợ. Một thanh phong đột nhiên nói đường vũ gật đầu một cái cười hắc hắc đúng nha ta sợ rồi không đánh lại ngươi cho nên nhận thua nếu như có thể đường vũ hận không được đi lên giết chết nha hồng mông cảnh thế nào giọt hắn buông tay đánh một trận chưa chắc không thể chém mặc dù hắn không khỏi trọng thương nhưng là có lòng tin tuyệt đối có thể cùng hồng mông đánh một trận sạch sẽ như vậy lưu loát trực tiếp thừa nhận mình sợ để cho mọi người im lặng mà bắt đầu người như vậy hay lại là lần đầu thấy như vậy khiêu chiến dù là không địch lại mọi người cũng ra được ứng chiến nhưng mà đường vũ lợi hại không đánh nhận thua tránh không chiến đường vũ ngươi biết rõ điều này đại biểu cái gì không một thanh phong nói ngươi sẽ không sợ sau này đối mặt ta đều lưu lại khó có thể tưởng tượng bóng mờ khi đó ngươi đang không có chiến thắng ta khả năng tâm cảnh tu vi không chiến mà hàng sợ rằng khó tránh khỏi sẽ hạ xuống bóng mờ sau này đối mặt một thanh phong sợ rằng đường vũ cũng sẽ lưu lại bóng mờ cho nên tương đối mà nói hắn rất có thể lại không chiến thắng một thanh phong khả năng nhưng mà bọn họ lại không biết rõ đường vũ tam giống như làm chủ thất tình lục dục là phụ ham sống sợ chết cũng là thất tình lục dục chung cho nên tâm cảnh tổn thương căn bản không có thậm chí hắn còn tưởng lộng tử một thanh phong nếu như khác nhân biết rõ hắn cái ý nghĩ này phỏng chừng sẽ hoàn toàn kinh ngạc đến ngay người tối thiểu so với mất mạng được rồi. Đường Vũ không có vấn đề nói, lại nói cùng cảnh giới ngươi, căn bản không phải đối thủ của ta, không cần chiến, ta nhận thua chỉ bởi vì ngươi là tiên các nhân. Nhất thời mọi người thất kinh, Đường Vũ lời này có ý gì, là bởi vì tiên các hắn nhận thua. Hắn cùng cảnh giới có thể chém chết một thanh phong, lời nói này không khỏi quá càng rỡ. Đường Vũ quả thật chiến lực siêu quần. Nhưng là một thanh phong cũng giống vậy như thế bọn họ đều là vượt qua bản thân vốn là cảnh giới nhân. Lời nói này không chỉ là đánh một thanh phong mặt, thậm chí ngay cả tiên các đều mang rồi. Dù sao một thanh phong là tiên các nhân. Nếu như chỉ là ngại vì thân phận ta, đường huynh không cần phải, chỉ vì ta muốn cùng ngươi cùng cảnh giới đánh một trận, mà không phải lấy tiên các ép ngươi. Một thanh phong từ tốn nói, là ta muốn đánh với ngươi một trận. Là ta muốn cùng đánh một trận có thể cảm giác hắn quả thật muốn cùng đường vũ đánh một trận. Bởi vì đường vũ quá đáng sợ, mặc dù chỉ là hỗn độn cảnh, lại không thể không để cho người ta để ở trong lòng. Bởi vì hắn chiến lực quả thật đáng sợ, vượt qua vốn là cảnh giới. Mọi người thổn thức không dứt, không khỏi sợ hãi than, đây chính là một thanh phong thực lực, hắn muốn ở cùng cảnh giới, chiến bại đường vũ, lấy chứng minh chính mình. Chỉ là đường vũ lại tránh không chiến, tự hồ không chiến đấu mà hàng cho nên mọi người không khỏi đối một thanh phong coi trọng một chút mà xem xét lại đường vũ lại bị nhân có chút khinh bỉ dù sao như vậy trực tiếp đầu hàng nhận thua khó tránh khỏi để cho người ta xem thường đường vũ lắc đầu một cái ngươi nghĩ cùng ta cùng cảnh giới đánh một trận hắn khẽ nở nụ cười ta sợ ta sẽ giết ngươi mọi người ngạc nhiên chẳng ai nghĩ tới đường vũ sẽ nói ra nói đến đây đây quả thực không đem đường vũ coi ra gì Điều không vinh dự này đem một thanh phong không coi vào đâu, tự hồ đem tiên các cũng khinh bỉ nhìn. Giống như là một khắc kia tinh thần hỗn loạn. Vạn cổ chìm nổi, chỉ là một câu nói, lại chấn động chư thiên. Không ai từng nghĩ tới đường vũ lớn mật như thế, điều không vinh dự này coi rẻ một thanh phong, liền tiên các cũng mang vào. Một thanh phong sắc mặt có chút khó coi, lời như vậy, thật sự không đưa hắn coi ra gì. Lãnh thiên hành nụ cười một hồi, nhưng vẫn là cười nói, cùng cảnh giới ngươi cho là chiến thắng hắn đường vũ cười hắc hắc không nghĩ chiến mọi người sững sờ nhìn về phía đường vũ không nghĩ chiến này đường vũ nói có lý chẳng sợ một thanh phong nói đường huynh thực ra ta khát vọng đánh với ngươi một trận hắn vẫn luôn được người gọi là vạn cổ hiếm thấy thiên tài nhưng là theo đường vũ xuất hiện mơ hồ đè ép hắn một đầu cái này làm cho một thanh phong có chút không thăng bằng đứng lên cho nên hắn muốn cùng đường vũ đánh một trận ở trước mặt mọi người đánh bại hắn để cho chúng nhân biết rõ hắn một thanh phong là tuổi trẻ bên trong nhân vật vô địch đáng tiếc ta không nghĩ đánh với ngươi một trận đường vũ lắc đầu nói bưng lên tiên lộ lần nữa uống hơn nữa cùng cảnh giới ngươi không phải đối thủ của ta tử y nữ tử nhìn về phía đường vũ trong mắt mang theo một nụ cười châm biếm mà vương á tầm phi thường khát vọng đường vũ có thể đánh một thanh phong một hồi hắn liền coi thường trưởng so với chính mình soái nhân, cảm giác rất tức giận. Nếu như có thể Vương Á Tầm cũng muốn động thủ đánh hắn một trận, sau đó tìm hắn mặt. Đáng tiếc nha, Vương Á Tầm tự nhận là vẫn là không có thực lực này, hắn phi thường rõ ràng biết rõ mình không đánh lại một thanh phong. Một thanh phong cũng không có nổi giận, ngược lại cười nhạt một tiếng, cụ thể như thế nào, yêu cầu đánh một trận đi qua mới biết rõ. Mặc dù đường vũ rất cường đại, nhưng là một thanh phong cho là, dù là đem chính mình tu vi áp chế đến cùng hắn cùng cảnh giới, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay chiến bại đường vũ. Nhưng mà đường vũ đã nhắm lại con mắt rồi. Rõ ràng không nghĩ phản ứng đến hắn rồi. Như vậy tránh không chiến, để cho người ta có chút kinh bỉ. Nhưng mà Tam Ca lúc nào quan tâm tới những thứ này? Đương nhiên ở đại đa số người xem ra, sau này khó tránh khỏi sẽ ở đường vũ tâm lý lưu lại ám ảnh. Sau này đối mặt một thanh phong, chỉ sợ hắn khó đi nữa có thủ thắng cơ hội. Đường vũ như vậy tránh không chiến. Một thanh phong đám người tự nhiên không thể nói gì nữa rồi. Bất quá một thanh phong là thật muốn cùng đường vũ đánh một trận, đường đường chính chính đánh bại hắn. Sau đó không có chút ý nghĩa nào nói đều là một ít chư thiên sự tình. Đối với cái này nhiều chút đường vũ hoàn toàn không có để ý. Bởi vì cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào. Bây giờ hắn chỉ muốn biết rõ khi nào tiên cắt cho mình ban hành khen thưởng. Nghe nói chung cất tiên động có rất nhiều cường giả thời thượng cổ đối với đạo cảm ngộ bên trong lưu ở trong đó. Hơn nữa tiên cắt còn phải đáp ứng hắn một cái điều kiện. Thậm chí cái điều kiện này, đường vũ cũng đang suy tư, hắn nói lên một cái dạng gì vấn đề. Hồi lâu sau này, lãnh thiên hành đứng lên nói với đường vũ, đường vũ mời nội điện một tự. Không có chút ý nghĩa nào, đây cũng là phải cho hắn ban hành khen thưởng đường vũ đứng lên, đi theo lãnh thiên hành. Đường tiểu hữu cho là tiên các như thế nào? Lãnh thiên hành đột nhiên hỏi. Kim bích huy hoàng, sừng sững đại khí, mắt nhìn xuống chư thiên. Đường vũ thuận miệng nói. Lãnh thiên hành cười ha ha, không biết đường tiểu hữu có hay không cố ý tiến vào tiên các đây. Đường tiểu hữu thiên tư thật tốt, tu vi cao thâm, nếu là có đến tiên các làm hậu thuẫn, vô số linh đang dịu dược, thiên tài địa bảo dựa vào tu luyện, tiến vào hồng mông cảnh trong tầm tay. Các chủ thật sự là quá mức đẹp mắt ta đường vũ rồi, ta đường vũ tự do buôn tuồng đã quen. Đường vũ nói, đối với bất kỳ thế lực nào, cũng không có hứng thú, đa tạ các chủ hảo ý. Ánh mắt của lãnh thiên hành giật giật, cười ha ha, nếu đường tiểu hữu ý đã quyết, như vậy ta cũng sẽ không cần muốn nói gì. Xông qua ba cửa ải, đều có thể giống như tiên các nói lên một cái điều kiện, không biết rõ đường tiểu hữu điều kiện là cái gì. Đường Vũ thoáng trầm ngâm một chút nói, một điểm này ta vẫn chưa nghĩ ra, không biết rõ các chủ có thể hay không đợi một thời gian. Tự nhiên có thể. Lãnh Thiên Hành đang nghe truyện trên TV Audio CV nói. Phía trước cây mây hỗn loạn, bụi cỏ hoang sinh. Một ít đổ nát thê lương phơi bày, nhìn tàn phá không chịu nổi. Tràn đầy năm tháng cổ phát tan thương khí tức. Một tòa động phủ hiện lên. Đây chính là chôn cất tiên động. Ở trong đó có một ít cường giả cảm ngộ đại đạo vết tích. Ngươi vào đi thôi, có thể cảm ngộ bao nhiêu thì nhìn ngươi tạo hóa. Lãnh thiên hành nói, một tháng sau, ta phái nhân gọi ngươi đi ra ngoài. Theo đường vũ đi vào bên trong động. Cảm giác được rõ ràng rồi bốn phía uy thế chèn ép mà tới. Vô số mơ hồ đại đạo đang dệt văn văn khắp nơi. Có vô địch quyền ý, cái thế vô song đao ý đóng dấu ở trong đó. Trên vách tường có mơ hồ lần lượt từng bóng người hiện lên. Chính đang không ngừng diễn luyện đến đạo của bản thân cùng pháp. Đường Vũ biết rõ đây là ngày xưa một vị cường giả còn sót lại vết tích. Nhìn hắn từng lần một diễn luyện đến. Phản phất có Nhật Nguyệt tinh thần hiện lên, có không gian sụp đổ mơ hồ thanh âm. Đường Vũ ngồi xuống, nhắm đến con mắt, đi cảm ngộ bốn phía nói cùng pháp. Tiên các đại hội, tự hồ tiên các mục đích đã đạt được tới kiêu căng như vậy xuất thế, còn lấy một ít thủ đoạn tới chấn nhiếp người khác. Một số người một ít môn phái càng là thuộc về ở tiên các bên dưới. Có thể nói tiên các thực lực, bất tri bất giác ở lên một tầng. Lãnh thiên hành tự hồ là đang trầm tư cái gì? Sư phó. Một thanh phong đi vào có chút thi lễ, đừng vũ tiến vào chôn cất tiên động, hắn sẽ lãnh ngộ bao nhiêu? Chờ hắn ra đến tự nhiên liền biết. Lãnh thiên hành nói, nếu như cảm giác có uy hiếp diệt trừ là tốt bất quá đường vũ người này quả thật rất đáng sợ lãnh thiên hành cười một tiếng ngươi không phải là muốn khát vọng cùng hắn đánh một trận sao một thanh phong lắc đầu một cái ta khát vọng là cùng hắn cùng cảnh giới đánh một trận mà không phải lấy bây giờ cảnh giới đi áp chế hắn dừng một chút một thanh phong tiếp tục nói nếu như sư phó thật muốn ta tự nhiên cũng sẽ giết hắn có người uy hiếp để cho ta rất không thoải mái Lãnh thiên hành từ tốn nói, chuyện này sau này rồi hãy nói, chờ hắn từ chôn cất tiên động đi ra thương thảo tiếp. Hắn vất vất tay, ngươi lui xuống trước đi đi. Theo một thanh phong lui ra ngoài, hắn đi vào bên cạnh một tòa cung điện. Tán vô ngân đám người chính đang tham khảo, dù sao từ lạc kinh yên trong miệng biết được một ít chuyện. Này để cho bọn họ không thể coi thường. Chẳng lẽ nói chư thiên thật là một trận huyễn mộng sao? Người khác biên chế một giấc mộng, một lần lại một lần luân hồi. Nhưng là tại sao đời này sẽ có quá nhiều người cảm ứng được, thật chẳng lẽ như Lạc Kinh Yên lời muốn nói như vậy, thời gian xuất hiện chỗ sơ hở, từ đó bị bọn họ cảm thấy một ít chuyện. Mà Lạc Kinh Yên đời này hắn sẽ hoàn toàn trở về, thay đổi một ít vốn là nhất định kết cục. Nhưng là nhất định kết cục vậy là cái gì? Lãnh thiên hành cầu kiến lão tổ. Ngoài cửa lãnh thiên hành truyền tới âm thanh, hắn hướng về phía cấm bế cửa phòng cung kính thi lễ môn từ từ mở ra, lãnh thiên hành đi vào. Tham kiến mấy vị lão tổ. Lãnh thiên hành nói, bây giờ nhiều phe thế lực đều đã thuộc về ở tiên các bên dưới. Nhìn như tiên các thế lực cường đại, nhưng là so với những thứ kia nhân vật khủng bố, còn có những thiên ma đó, chúng ta tự hồ vẫn hơi yếu một ít. Nhất là theo như đồn đại thiên ma chi chủ, tu vi càng là cao thâm mạc trắc. Nếu như thiên ma rối loạn, thật đánh tới, sợ rằng toàn bộ chư ngày đều sẽ hỗn loạn tưng bừng. Lãnh thiên hành tiếp tục nói, bây giờ chư thiên như vậy rối loạn, chẳng nhẽ chính là mấy vị lão tổ trong miệng đại kiếp sao? Không phải. Tán vô ngân nói, cụ thể cái gì đại kiếp chúng ta cũng không biết, chỉ là vẫn luôn ở có người nói đời này nhất định có đáng sợ rối loạn. Thiên ma xâm phạm, một ít nhân vật khủng bố hỗn loạn, là khinh yên đám người đột nhiên trở về, vô không phải ở chứng minh đời này nhất định có khó có thể tưởng tượng đáng sợ hỗn loạn tán vô ngân thở dài một cái như lạc kinh yên người như vậy nàng đều ở kiên kỵ cái gì như vậy có thể tưởng tượng đến nhất định là có khó có thể đối phó cường địch lấy lạc kinh yên tu vi đều tại kiên kỵ lãnh thiên hành có chút ngạc nhiên liên quan tới lạc kinh yên rốt cuộc có biết bao cường đại không có nhân biết rõ mấy vị lão tổ đối lạc kinh yên đều tràn đầy kiên kỵ rất rõ ràng mấy vị lão tổ tuyệt đối không phải là kinh yên đối thủ. Nhưng ngay cả như vậy, đều có để cho nàng kiên kỵ tồn tại. Tu đạo một đường vĩnh vô chỉ cảnh. Lãnh thiên hành không khỏi thở dài một cái. Chỉ cảm thấy điều này rất dài con đường, tự hồ mãi mãi cũng không thấy được cuối. Vốn cho là mấy vị lão tổ như vậy, có thể vô địch chư thiên, vạn cổ bất hủ. Nhưng là bây giờ xem ra mấy vị lão tổ cũng cũng không phải lãnh thiên hành thật sự cho là trần nhà rồi. Ở tại bọn hắn cảnh giới trên Nhất định còn có cảnh giới này Theo tu vi càng cao Càng có thể cảm giác được con đường này chật vật Chính là không biết rõ Cổ kim có hay không có người đã từng đứng Ở khó có thể tưởng tượng điểm cao Có lẽ ở xa xôi vô tận vực ngoại Thì có kinh khủng nhân vật mạnh mẽ Ở mắt nhìn xuống hết thảy Chúng ta cũng không biết rõ Rốt cuộc có cái gì nhân vật khủng bố Để cho lạc kinh yên cũng kiên kỵ như vậy Càng không biết rõ theo như đồn đại đại thế rốt cuộc là cái gì. Tán vô ngân thở dài một cái, vốn cho là tu vi đến mức hiện nay, có thể tự do chấp chưởng hết thảy, nào ngờ quả thật là ít ngồi đáy giếng nha, có lẽ sống tại người khác trong mộng mà không biết, thật sự là buồn cười. Lãnh thiên hành có chút không hiểu, không biết rõ lời này ý gì. Tiên các sự tình ngươi xem xử lý liền có thể. Tán vô ngân nói, chúng ta muốn bế quan, tranh thủ có thể ở tiếng một bước, chỉ có như vậy mới có thể sắp tới sắp đến trong đại kiếp tồn sống tiếp. Chỉ là tu vi đến trình độ này, muốn tiến thêm một bước, khó như lên trời, hy vọng không lớn, nhưng là cũng phải nỗ lực thoáng cái, vạn nhất đột nhiên quét thoáng cái, thẻ đã đột phá đây. Phải không? Làm chuyện gì, ngươi cũng phải ôm có hy vọng. Vài người đều cảm giác được áp lực. Hiểu rõ một ít chuyện, càng phát ra cảm thấy chính mình nhỏ bé. Thậm chí ngay cả thực tế tồn tại thật giả hư thật cũng không xác thực nhận thức. Lãnh Thiên Hành lui ra ngoài. Mấy ngày sau tham gia tiên các đại hội nhân mạng mạng rời đi Nhưng là ai cũng biết rõ Tiên các nhất định có đại động tác Thậm chí có khả năng chư thiên toàn bộ thế cục cũng vì vậy mà thay đổi Về phần những tiên các đó nhân tự nhiên lưu lại Tự hồ đang thương thảo đại sự Trừ lần đó ra Cũng liền chỉ có đường vũ rồi Hắn như cũ vẫn còn ở chôn tất tiên động cảm ngộ những thứ kia nói cùng phát Đường vũ liên qua ba cửa ải tin tức Tự nhiên truyền khắp chư thiên nhưng là có một người so với đường vũ danh tiếng vang hơn đó chính là một thanh phong vị này tiên các thiếu các chủ bản thân anh tuấn phi phàm tu vi cường đại còn có lời đồn đãi vốn là núp ở vân hải hồng kiều giọt kia huyết cùng một thanh phong tựa hồ có nhân quả gì quan hệ cho nên đưa đến giọt kia huyết phá khai phong ấn mà ra những lời này càng đưa đến một thanh phong bất phàm nhất thời danh tiếng không hai đem đường vũ liên qua ba cửa ải quan mang cho che về phần một thanh phong muốn muốn khiêu chiến đường vũ, mà đường vũ không đánh mà hàng tin tức, càng bị một ít hữu tâm nhân cổ động tuyên dơ lên. Này đưa đến rất nhiều người đối đường vũ cũng tràn đầy kinh thường. Bất quá như vậy có thể thấy đường vũ vẫn còn có chút tự biết tự minh, biết rõ không đánh lại, trực tiếp nhận thua, miễn luôn làm trò hề. Bất quá bởi vì chuyện này, hắn tựa như nói đã trở thành một cái chê cười. Điểm này chuyện hư hỏng, dù là đường vũ biết rõ, phỏng chừng cũng sẽ không để ý không nghĩ tới tiên các xuất thế thật không ngờ nói phách lối bất quá nói chuyện cũng tốt chư thiên rối loạn thế lực khắp nơi minh tranh ám đấu giống như chia rẽ một dạng nếu như tiên các có thể đưa bọn họ liên hợp lại chung nhau đến chống ngoại địch không nếm không phải là chuyện tốt đúng nha bây giờ chư thiên rối loạn nếu như tiên các điều động đối với chư thiên mà nói tuyệt đối là chuyện tốt không hổ là tiên các vốn là lánh đời nhiều năm bây giờ chư thiên rối loạn lại xuất thế rất rõ ràng là bởi vì rối loạn sự tình. Lại nói tiên các một thanh phong đúng là tuấn tú lịch sự, bản thân tu vi càng là cao thâm mạch trắc. theo ta thấy đến, một thanh phong rất có thể là tuổi trẻ bên trong kinh diễm nhất một người. Ngươi đừng quên rồi, còn có một cái đường vũ, ta cho là đường vũ cũng rất cường đại. Liền hắn. Một thanh phong muốn cùng cảnh khiêu chiến hắn, hắn cũng không dám ứng chiến. Chương này đều nghị luận. Không nghi ngờ chút nào, chủ yếu thảo luận hay lại là tiên cắt xuất thế vấn đề. Đại đa số cho là đây là chuyện tốt. Một mảnh khiết tuyết trắng trên đất. Lạc Kinh Yên dậm chân mà đi. Bông tuyết bay múa, gió lạnh gào thét. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô tận trắng xóa tuyết địa. Không có một ngọn cỏ, chỉ có tuyết trắng cùng hàng băng. Hàng phong ngay tại bên tai gào thét, lay động bông tuyết bay tán loạn. Ở trên mặt tuyết, lẻ tẻ ngạch có mấy cây thụ ở gào thét trong gió rét, thân cây chập chờn. Trong đó càng có một ít bị hàng phong thật sự thổi đoạn, ngã xuống trên mặt tuyết, dần dần bị tuyết trắng chôn. Lạc Kinh Yên thần sắc bình tĩnh, tựa như tản bộ một loại ở trên mặt tuyết chậm rãi đi đi. Sừng sững tuyết sơn có hiện tại trước mắt. Lạc Kinh Yên bước chân dừng một chút, hướng trên tuyết sơn nhìn một cái, bóng người lóe lên xuất hiện ở trên tuyết sơn. Tí tách. Nhẹ nhàng phản phất lại giọt nước thanh âm, còn như vậy dị thường giá rét trong núi tuyết, thậm chí có dọc nước thanh âm, thật sự là khiến người ta cảm thấy rồi kỳ quái. Khóe miệng của lạc kinh yên nổi lên một nụ cười châm biếm, quả nhiên ngươi trốn ở chỗ này. Gió lạnh gào thét. Nhưng là lạc kinh yên thanh âm lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ tuyết sơn. Tí tách tí tách. Dọc nước lạc thanh âm tự hồ nhanh hơn đứng lên. Gió thổi qua tuyết trắng để lộ ra mặt băng. Mặt băng chậm rãi hòa tan xuất hiện một cái dòng nước xoáy. Dòng nước xoáy nhộn nhạo lên phục, hóa thành một cái bạch y tóc trắng nữ tử. Nàng phản phất cùng bốn phía tuyết trắng hòa làm một thể. Nữ tử thần sắc lạnh lùng, so với hàng băng càng còn lạnh lẽo hơn. Không gian phản phất như ngừng lại giờ khắc này. Lạc kinh yên. Nữ tử mở miệng nói. Thanh âm vắng lặng như tuyết. Đầy trời phi tuyết phiêu vũ, rơi vào cái này tóc trắng nữ tử trên tóc, Tự hồ cũng lạnh lùng ánh mắt của nàng, so với tuyết trắng càng phải trong suốt, so với hàng băng lạnh còn lạnh lẽo hơn. Ngươi quả nhiên không có chết. Lạc Kinh Yên cười nhạt, so sánh ngươi đã sớm có thể nhảy ra ở đây, biết một ít chuyện đi. Tóc trắng nữ tử lạnh lùng tương đối, không nói gì. Chẳng lẽ ngươi còn phải nơi này chạy thoát sao? Nhưng là thật giống như trốn không thoát, đời này không có ai có thể chạy thoát. Lạc Kinh Yên nói. Đây là ta sự tình ngươi có quan hệ gì đâu. Tóc trắng nữ tử lạnh lùng mở miệng, kia sợ sẽ là như như lời ngươi nói, đời này chúng ta cũng không trốn thoát. Như vậy thì như thế nào? Ngươi cho là còn có hy vọng sao? Biết rõ không có hy vọng, chẳng nhẽ cũng không dám đi tranh thủ sao? Lạc Kinh Yên nói, có lẽ đời này có thể thay đổi một ít nhất định sự tình đây. Tóc trắng nữ tử không nói gì. Có thể thay đổi sao? Nàng không biết rõ bởi vì kia thì không cách nào chiến thắng căn bản không có bất kỳ một chút hy vọng biết rõ không có hy vọng cũng phải đi cố gắng đi dãy dụa sao các ngươi sự tình ta không muốn tham dự cái gì tóc trắng nữ tử lạnh giọng nói các ngươi muốn đi chết vậy thì đi cùng ta có quan hệ gì ta chỉ muốn nơi này tỉnh tu dù cho chư thiên phá diệt vạn cổ không còn chỉ cần ta cùng vẫn tồn tại vậy cũng là không có vấn đề chư thiên không còn ngươi còn có thể tồn có ở đây không lạc kinh yên hỏi ngược một câu tóc trắng nữ tử nói tu vi đến ngươi bây giờ mức này không phải đều tại kiên kỵ sao về phần ta mà nói càng có thể là đối thủ càng không cách nào thay đổi gì ngươi đây là đang trốn tránh sao lạc kinh yên khẽ cười hỏi còn là nói ngươi muốn chờ mình cường đại đến đủ để thay đổi hết thảy thời điểm xuất hiện ở thế không thể nào đi không tới một bước cuối cùng kia sợ sẽ là bước vào một bước kia, phát ra khí tức cũng không cách nào giấu giếm bọn họ, cuối cùng vẫn vẫn lạc. Một ít chuyện không quan tâm ta nói nhiều, ta muốn ngươi là biết rõ. Lạc Kinh Yên thở dài một cái nói, ta ngươi đều tại, vạn cổ chư thiên cũng ở đây. Bông tuyết bay rơi vào trên người hai người. Hai người đều là một thân bạch y. Chỉ là một hắc phát xỏa vai. Một cái bạch tóc như tuyết. Hai người đứng lặng lặng ở trong tuyết, tựa như hai cái tuyết nhân. Chỉ cần có thể thay đổi nhất định kết cục, hết thảy các thứ này tự nhiên đều tại. Lạc Kinh Yên đưa tay ra, bông tuyết rơi vào trong tay nàng, chậm rãi hòa tan, chỉ phải đi tiếp, chung quy sẽ cải biến, như hắn một dạng một đời lại một thế đi xuống, không ngừng luân hồi đến thuộc về đi qua hết thảy. Vì không phải là thay đổi những quá đó đi kết cục sao? Tóc trắng ánh mắt của nữ tử giật giật, khóe miệng khẽ rung. Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt nổi lên lãnh đạm nước ngọt vụ. Là ngươi không nghĩ phá vỡ nơi này, ngươi nghĩ đi về phía nhất định kết cục thật sao? Lạc Kinh yên ngưng mắt nhìn nàng nói, bởi vì có lẽ đến một bước cuối cùng kia. Nàng thanh âm dừng một chút, tiếp tục nói, có lẽ đến một bước cuối cùng kia, thật có thể thay đổi nhất định hết thảy, có lẽ chúng ta đều tại, mà biến mất chỉ có một người. Nếu như không thay đổi như vậy kết cục, chúng ta cũng như cũ vẫn còn chẳng qua là một trận vĩnh vô chỉ cảnh luân hồi thôi chỉ là không tới một bước cuối cùng ai biết rõ cuối cùng kết cục là cái gì chứ lạc kinh yên nói lần lượt luân hồi lần lượt tái diễn năm tháng hết thảy nhìn chư thiên tan vỡ vạn cổ vỡ nát sau đó chỉ còn lại một mình hắn cô độc bồng bềnh đang bể tan tành trong chư thiên cảm thụ ngày xưa thống khổ ngược lại lần nữa vào vào luân hồi kết quả như thế chỉ sợ cũng không phải hắn muốn chứ lạc kinh yên ngưng mắt nhìn nàng nói cố gắng làm hết thảy, không phải là muốn đem hết thảy các thứ này triệt để ánh chiếu mà ra, sau đó đảng diệt những thứ kia đáng sợ. Trầm mặt hồi lâu, tóc trắng nữ tử không nói một lời, bóng người phản phất dung nhập vào đầy trời tuyết trắng bên trong biến mất ngay tại chỗ. Lạc Kinh Yên cũng không có qua dừng lại thêm, theo tóc trắng nữ tử biến mất, nàng cũng xoay người rời đi. Hắn trở lại, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha đột nhiên truyền đến tóc trắng thanh âm cô gái thanh âm này tự hồ mang theo run rẩy ngươi biết rõ cần gì phải đang hỏi bất quá một ít nhất định tự nhiên yêu cầu nhất định đi nếu không quan hệ nhân quả thác loạn sợ rằng sẽ đưa tới khó có thể tưởng tượng hậu quả thậm chí bị bọn họ cảm giác được nếu như là như vậy hậu quả là ngươi ta đều không chịu nổi lạc kinh yên nói hừ sợ rằng đây mới là ngươi tới này mục đích chứ nhắc nhở ta theo như chiếu qua phát sinh đi. Tiếng hừ nhẹ từ trước mặt một mảnh trong bông tuyết vang dội. Điểm này không cần ta nhắc nhở ngươi, ta tin tưởng ngươi tự nhiên biết rõ. Chỉ là ngươi ở nơi này quá lâu, ta cho rằng ngươi ứng nên đi ra hoạt động một chút rồi. Lạc Kinh Yên cười nhạt, bóng người dần dần trở thành nhạt, biến mất ở nơi này. Theo Lạc Kinh Yên rời đi. Đầy trời tuyết trắng cũng ngừng ở giờ khắc này. Tóc trắng nữ tử ở hiện hướng xa xa nhìn, trong mắt lướt qua một tia nhớ nhung. Theo nhiều phe thế lực rồi tiên cát. Cái này làm cho tiên cát bắt đầu bắt tay chuẩn bị đối phó những thứ kia nhân vật khủng bố. Cái tin này trong nháy mắt truyền khắp chư thiên. Chư thiên chúng không người nào không nghiêng bội. Hiện thế an ổn, tiên cát ẩn lui. Chư thiên rối loạn, tiên cát xuất thế. Không hổ là tiên cát. Theo tin tức này vừa ra, để cho tiên cát uy vọng ở lên một tầng. Thậm chí một ít còn ở đung đưa không ngừng, có muốn hay không vào ở tiên các nhân, giờ khắc này quyết định chủ ý tiến vào tiên các. Muốn cùng bọn họ chung nhau chống đỡ những thứ kia nhân vật khủng bố, cũng coi là vì chư thiên hơi hết một phần lực lượng nhỏ bé. Tử y nữ tử nghe được tin tức này, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nhưng là không thể không nói, tiên các đánh đại nghĩa này một động tác, để cho người ta không thể không bội phục. Nhìn như nói là liên hiệp đối phó những thứ kia nhân vật khủng bố, nhưng ai biết rõ cuối cùng sẽ chết bao nhiêu người đây? Hơn nữa Tử Y nữ tử cho là tiên cát như vậy tùy tiện xuất thế, lấy loại này thủ đoạn tới mở rộng chính mình thế lực, nhất định có một ít gì mưu đồ. Đương nhiên, đây chỉ là nàng suy đoán. Cung chủ, bây giờ nhiều phe thế lực đều đã tiến vào tiên cát, mà có tin tức truyền tới, nói là một ít thế lực muốn đối hỏa phượng dưới thành tay. Đối với phong tâm nhang là hỏa phượng thành tàn dư, đã mọi người đều biết tử y nữ tử hừ một tiếng năm xưa hỗn độn nhất tộc tiêu diệt cũng là bởi vì tiên cát nếu như ta không có đoán sai này phía sau nhất định có tiên cát nhân âm thầm nhúng tay tới mê hoặc mọi người để cho bọn họ đối hỏa phượng thành xuất thủ dừng một chút nàng tiếp tục nói sợ rằng tiên cát cũng muốn dò xét một chút cái kia bạch y nữ tử thực lực nàng nói là nhược thủy năm xưa nhược thủy truyền khắp chư thiên vì phong tâm nhang tạo thế tiện tay bị diệt mấy người đối với nàng tu vi khó tránh khỏi để cho người ta tò mò. Cũng là bởi vì như thế, một ít vốn là đối hỏa phượng thành có dị tâm thế lực, nhất thời cũng an tĩnh xuống rồi. Hơn nữa còn có thể giết gà dọa khỉ, mặc dù nhất thời danh tiếng chính thịnh, nhưng là bọn hắn tiên các dù sao lánh đời nhiều năm, chung quy yêu cầu làm một ít gì tới uy hiếp mọi người. Tử y nữ tử nói, một ít thế lực muốn vào lúc này đối hỏa phượng thành xuất thủ. Đánh tiêu diệt hỗn độn tàn dư đại nghĩa cờ hiệu chỉ là bọn hắn tại sao lúc trước không dám. Hết thảy các thứ này dĩ nhiên là bởi vì nhược thủy rồi. Bây giờ tiên các xuất thế, rất nhiều người cũng cho là mình tìm được núi dựa, tự nhiên không sợ. Hơn nữa lấy tiêu diệt hỏa phượng thành, còn có thể giết gà dọa khỉ, dùng để chấn nhiếp thế nhân. Có thể nói tiên các việc này cờ chơi đùa vẫn không tệ. Nếu như tiên các xuất thủ sợ rằng hỏa phượng thành căn bản là không có cách ngăn cản chứ. Hạ người nói. Tử Y nữ tử nói, nếu như cái kia Bạch y nữ tử vẫn còn, như vậy chưa chắc. Cái kia Bạch y nữ tử nàng mạnh như thế nào? Cùng Hỏa Phượng Thành là quan hệ như thế nào? Ta cũng không biết. Tử Y nữ tử phất phất tay, tỏ ý hắn lui xuống đi. Toàn bộ chư ngày đều có tin tức truyền tới. Vốn là đối với hỗn độn nhất tộc mặc dù chư ngày đều đánh diệt trừ cờ hiệu, nhưng là dù sao thời gian quá xa xưa rồi. Trừ phi là chủ động đụng phải vừa muốn muốn thuận tay diệt trừ. Cũng không có chủ động đi tìm. Nhưng mà theo lần này tin tức truyền tới. Hỗn độn nhất tộc lần nữa bị người nhớ lại. Mỗi một người đều cắn răng nghiến lợi, nguyền rủa mắng lên. Nhìn cái dáng vẻ kia tựa hồ hỗn độn nhất tộc giết bọn họ cha mẹ như thế. Đối với hỗn độn nhất tộc là chư thiên tội nhân. Có thể đại đa số cũng không biết rõ chuyện cụ thể. Tóm lại người khác nói như vậy, bọn họ cũng phải nói như vậy, nếu không liền ra vẻ mình không thích sống chung rồi. Vốn là ngay từ đầu cũng có vì hỗn độn nhất tộc người nói chuyện. Có thể cũng bất tri bất giác chết oan uổng. Dưới cái nhìn của bọn họ, rất có thể cùng hỗn độn nhất tộc có tuyệt đối quan hệ. Cho nên trực tiếp giết. Điều này đưa đến, ở cũng không có ai dám vì hỗn độn nhất tộc nói chuyện. Mà hỏa phượng thành phong tâm nhan mọi người đều biết nàng chính là hỗn độn nhất tộc tàn dư hơn nữa ở hỏa phượng bên trong thành còn đứng vững vàng năm xưa hỗn độn nhất tộc vô thượng cường giả thiên thương pho tượng đây quả thực là không có đem chư thiên thế lực khắp nơi coi vào đâu ngay từ đầu cũng có người đối phó hỏa phượng thành nhưng là dù sao hỏa phượng thành thế lực cường đại như là đơn thuần đối phó hỏa phượng thành sau đó tổn thất chính mình môn phái thế lực đây là phí sức không có kết quả tốt ai cũng không muốn đi làm cho nên sau đó lâu ngày cũng liền không giải quyết được gì lần trước nhằm vào hỏa phượng thành hay lại là lê tộc đâu rồi, muốn liên thủ với ngự thiên môn. Nhưng là xuất thân chưa kịp đánh đã tử vong. Hơn nữa theo nhược thủy chấn nhiếp, đưa đến người khác càng không dám tùy tiện đối hỏa phượng thành làm những gì rồi. Mà bây giờ bất đồng rồi, tự hồ phía sau có tiên các nhân. Như vậy thì hoàn toàn diệt trừ bọn họ hỗn độn nhất tộc tàn dư. Tin tức này làm cho cả chư ngày đều rung động. Mỗi người đều bắt đầu nghị luận ầm ĩ cho là chỉ cần tiên các xuất thủ như vậy hỏa phượng thành là không có bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi lê tộc lê càng nghe được tin tức này cười nhạt theo lúc ấy ngự thiên môn cái kia nhị lăng tử cùng bọn họ lê tộc xảy ra chiến đấu ngay sau đó nhược thủy xuất thủ đạo đưa bọn họ lê tộc vẫn luôn ở tổn thất đến thậm chí khoảng thời gian này đều tại cẩu thả này không dám tùy tiện làm những gì rồi ngay từ đầu bọn họ muốn tấn công hỏa phượng thành theo này mấy chuyện sau đó, bọn họ bắt đầu gánh tâm hỏa Phượng Thành có thể hay không trả thù. Nhưng mà Hỏa Phượng Thành y theo như thường ngày, trấn thủ tại chính mình thành trì. Người không phạm ta, ta không phạm người. Chỉ là có lúc không phải ngươi không phạm người, nhưng sẽ không phạm ngươi. Tỷ như lần này, rõ ràng cũng không có làm gì, một ít thế lực liền muốn đối Hỏa Phượng Thành xuất thủ, hơn nữa còn đánh đại nghĩa cờ hiệu. Có lẽ vẹn vẹn cũng là bởi vì xuất thân đi. Ai bảo nàng là hỗn độn nhất tộc đây? Vương Điền đám người lo lắng mà bắt đầu. Vốn là bởi vì Vương Á tầm sông qua hai ải, đạo đưa bọn họ Vương Gia uy vọng cũng đi theo một tầng lầu. Nhưng mà không chờ bao lâu đâu rồi, tin xấu truyền tới. Muốn biết rõ bọn họ Vương Gia nhưng là bám vào hỏa phượng thành bên dưới. Cùng gia tộc trưởng lão cũng tham khảo xuống. Quyết định cuối cùng, nếu là bám vào hỏa phượng thành bên dưới, như vậy thì cùng hỏa phượng thành cùng chết sống dù sao vương gia có thể có này như thế uy vọng cũng là bởi vì hỏa phượng thành duyên cớ đường vũ tự hồ cùng hỏa phượng thành quan hệ không cạn vương á tầm nói chỉ là không biết rõ hắn là hay không có thể chạy về hay hoặc giả là hắn đến có thể hay không thay đổi gì đường vũ quả thật thực lực siêu quần nhưng mà này phía sau rất có thể có tiên cát nhân âm thầm thêm dầu vào lửa đối mặt tiên cát đường vũ thực lực căn bản cũng không đủ nhìn đương nhiên càng nhiều hy vọng hay lại là cái kia bạch y nữ tử có lẽ cái kia thời điểm bạch y nữ tử đến sẽ trở về tương trợ hỏa phượng thành nếu quả thật trở lại như vậy hỏa phượng thành chưa chắc không thể nghịch chuyển thế cục bây giờ hy vọng chỉ có ký thác vào cái này trên người bạch y nữ tử rồi nhất thời toàn bộ vương gia vô cùng lo lắng mà hỏa phượng thành cũng là giống như vậy có một loại cảm giác mưa bão sắp tới phong tâm nhan ôm trong ngực màu trắng tiểu hồ ly lười biến nằm ở trên giường, ngáp một cái. Tự hồ đối với những chuyện này hoàn toàn không có để ở trong lòng. Cái này làm cho hỏa phượng thành một số người tràn đầy sự khó hiểu. Đại chiến sắp tới. Thành chủ thế nào một chút cảm giác khẩn trương thấy cũng không có. Dù sao cũng là nhiều phe thế lực liên hiệp, hỏa phượng thành tự hồ thật giữ nhiều lành ít. Thậm chí một số người sợ hãi bị liên lụy, len lén rời đi hỏa phượng thành đối với lần này phong tâm nhan cũng là không thèm để ý chút nào ông trong ngực tiểu hồ ly phong tâm nhan đi ra cung điện hướng cách đó không xa thiên thương sừng sững pho tượng nhìn lên đi u u thở dài từ trong miệng nàng phát ra chung cất bên trong cái tiên động đường vũ nhắm đến con mắt không nhúc nhích ở cảm ngộ ngày xưa những cường giả kia ở lại chỗ này đạo và pháp vô số đại đạo vết tích đang dệt ra đóng dấu với thiên tượng trung không ngừng lóe lên Người khác đạo và Pháp bị đường vũ dần dần thu nạp. Chỉ là càng nhiều đường vũ quả thật lấy những thứ này vì cảm ngộ. Thông qua bọn họ nói cùng Pháp tới càng sâu đạo của bản thân. Nếu như có nhân vào giờ khắc này đi vào trung cất tiên động. Tất nhiên sẽ thấy kỳ quái một màn. Vô tận đạo và Pháp xuôi ngược hoa văn, lượng lờ ở đường vũ bốn phía. Phản phất hắn đặt mình trong ở nơi này nhiều chút đạo và Pháp trung tâm. Kim sắc đại đạo xuôi ngược hóa thành bất đồng đường vân từ trong đầu lóe lên mà qua. Vo ve. Đường vũ giống như là cuốn lên vô số nhánh nói xiền xích. Nhưng là nhìn kỹ bên dưới, đều tại bị hắn không ngừng hấp thu, dung nhập vào bản thân mình. Mà chôn tức tiên động vách tường cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Tiên các người tiến vào nơi này, là lấy nơi này nói cùng Pháp tới tiến hành cảm ngộ. Đường vũ nhưng là đang hấp thu, lấy thiên tượng ở chiếm đoạt dung nhập vào. Ở tại bọn hắn cơ sở trên, từ đó diễn hóa ra chính mình vô thượng đại đạo. Nếu như lúc này tiên cắt có người đi vào, phỏng chừng hội đau lòng hộc máu. Càng đáng sợ hơn là những cường giả kia cảm ngộ đạo và pháp ở dần dần giảm bớt. Thậm chí không bao lâu, cũng sẽ bị đường vũ hấp thu từng chút không dư thừa. Đến lúc đó chôn cất tiên động chỉ sợ cũng liền mất đi tồn tại ý nghĩa. Đường vũ đột nhiên trợn mở con mắt. Trong hai mắt có nhật nguyệt tinh thần đang lấp lánh. Cùng lúc đó, thân thể của hắn làm cho người ta một loại tựa như thật không phải là thật tựa như hư không phải là giả phiêu hốt mông lung cảm giác bóng người tiêu tan trong nháy mắt hắn đã xuất hiện ở mấy chục bước bên ngoài hồng mông chi thể lần nữa biến đổi lớn nhất khí hóa tam thanh cũng là như vậy hư hư thực thực hư thật chuyển đổi trừ phi người khác có thể trong nháy mắt nghiền nát hắn nguyên thần nếu không hắn tùy thời có thể lấy nhất khí hóa tam thanh hư thể tới thay thế mình bản thân thương thế quanh. Ngay tại đường vũ đắc ý lúc, toàn bộ chôn cất tiên động rung rẩy. Sau đó chậm chậm bắt đầu sụp đổ. Chôn cất tiên động đều tại sụp đổ. Đá không ngừng bắt đầu rơi xuống. Đường Vũ sửng sốt một chút. Vội vàng lấy pháp lực vững chắc nơi này. Chỉ là vốn là ở lại chỗ này đạo và pháp lại biến mất vô ảnh vô tung, toàn bộ đều bị Đường Vũ thu nạp. Biến thành một tòa phổ thông sơn động khóe miệng của đường vũ có chút co quắp một cái. Hắn thế nào cảm giác mình cùng phá bỏ và dời đi đội tựa như. Vân Hải Hồng Kiều bởi vì hắn phá hủy, bây giờ ngay cả chôn cất tiên động cũng mất đi nói cùng những thứ kia pháp. Nếu như bị tiên cắt biết hết thảy các thứ này, phỏng chừng cũng phải điên đi. Dù sao đây là tiên cắt chí bảo, có thể nói tiên cắt một ít thiên kiêu đều tại chôn cất tiên động tiến hành cảm ngộ, được ít lợi không nhỏ bây giờ sở hữu những thứ này nói cùng pháp đều biến mất. Trong tất tiên thấm nhuận đáy mất đi ngay từ đầu tác dụng. Đường vũ ca ba một cái con mắt của hạ. Suy nghĩ một chút. Ca ca ở trên vách tường mù khắc ra rồi một ít gì đó. Thậm chí vì vượt trội những dấu vết này cao thâm mạch trắc, còn bố trí tới đi một tí cấm kỵ thủ đoạn. Cuối cùng lại từ thiên tượng trung in dấu xuống tới một cái cảm ngộ vết tích, dung nhập vào trong đó. Hẳn không có vấn đề gì đi. Tự hồ có thể lấy giả đánh tráo rồi. Về phần lấy hậu nhân có thể hay không cảm ngộ điên rồi cái gì, vậy thì cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Cẩn thận cảm giác một chút, có phát hiện không rồi bất cứ vấn đề gì, lúc này mới phát hạ tâm đến, bất quá chỉ sợ vừa mới trong nháy mắt đó chấn động bị tiên các nhân cảm giác. Lớn như vậy chấn động tự nhiên bị tiên các cảm thấy. Lãnh Thiên Hành vội vàng dẫn người tới điều tra. Đang lúc này đường Vũ Vân Đạm Phong Kinh từ trong đi ra. Hướng về phía mọi người có chút thi lễ, đa tạ các chủ, một tháng cảm ngộ thật sự là để cho tiểu tử thụ chỗ ít không nhỏ. Lãnh thiên hành nhướng mày một cái, trong nháy mắt đó chấn động là chuyện gì xảy ra. Tự hồ là nhìn thấu nội tâm của hắn suy nghĩ, đường vũ ngượng ngùng cười một tiếng, cảm ngộ khá sâu, đầu nhập trong đó, không có khống chế xong bản thân khí tức, quấy rối đến các chủ, thật sự là xin lỗi. Thì ra là như vậy như vậy ngược lại là vận thuyết phục. Xem ra đường vũ ở trong cất tiên động quả nhiên không nhỏ thu hoạch nha. Cẩn thận xét lại đường vũ một phen, lãnh thiên hành nói, đường tiểu hữu xem ra cảm ngộ không ít, quả nhiên là để cho ta đợi nghiêng bội. Trong cất tiên động mặc dù là tiên các chí bảo, bao nhiêu các đời cường giả, lưu lại nói cảm ngộ, chúng ta đã từng tiến vào bên trong cảm ngộ, nhưng là tự hồ cũng không có đường tiểu hữu nhận hàng nhiều nha. Lời này chính là một cái lời khách sáo nhưng mà bọn họ nơi nào biết rõ chính là đem người sở hữu cảm ngộ cộng lại cũng không bằng đường vũ cảm ngộ vạn nhất hắn đem sở hữu nói cũng dung nhập vào lấy thân đường vũ một phát miệng cười ha ha khách khí các chủ thật sự là khách khí mặc dù quả thật cảm ngộ rất nhiều nhưng là ta tin tưởng chỉ cần tiên các đám người tiếp tục cố gắng nhất định sẽ thu hoạch rất nhiều không biết rõ mình lưu lại nói cùng pháp có thể hay không cho bọn họ chỉnh tẩu hỏa nhập ma lãnh thiên hành hô hấp một hồi lời nói của hắn chính là một cái khách sáo thế nào đường vũ không có nghe hiểu được rồi còn thản nhiên được chi còn để cho bọn họ tiếp tục cố gắng tiểu tử này đầu có bị bệnh không chôn cất tiên động quả nhiên là một cái bảo địa mặc dù ngắn ngủi một tháng nhưng cũng để cho vãn bối được ích lợi không nhỏ đường vũ thở dài một cái nếu như có thể thời gian dài cùng này tu luyện cảm ngộ ngày xưa vô thượng cường giả lưu hạ đại đạo chắc hẳn tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh nếu như đường tiểu hữu nghĩ, có gì không thể? Lãnh thiên hành nói. Không nghi ngờ chút nào, hắn như cũ còn muốn lôi kéo đường vũ. Đối với hắn lời nói đường vũ tự nhiên nghe được, hướng bốn phía nhìn một vòng nói, thế nào không thấy mọi người. Thịnh hội bất quá bảy ngày, người khác đã sớm trở về, chỉ có đường tiểu hữu một người lưu này cảm ngộ. Lãnh thiên hành nói. Phá hư chôn cất tiên động, đường vũ tâm còn có chút thình thịch. Không khỏi lộ tẩy, hắn rút lui như vậy nha đường vũ nói nói như vậy là tiểu tử quấy rầy dừng một chút tiếp tục nói về phần muốn tiên cắt nói lên yêu cầu vãn bối tạm thời còn chưa nghĩ ra đợi vãn bối nghĩ đến ở báo cho biết tiền bối như thế nào đường vũ quả thật không biết rõ hẳn nói lên như thế nào điều kiện đã như vậy vậy thì áp hậu đi khi nào nghĩ tới khi nào lại nói bất quá tiên cắt có thể hay không giựt nợ nhỉ dù sao đã không có người khác tại chỗ rồi được hết thảy lấy tiểu hữu là được lãnh thiên hành nói chỉ là còn hy vọng tiểu hữu sớm nói lên dù sao bây giờ chưa thiên rối loạn một khi tiên cắt tới tay đối phó những thứ kia nhân vật khủng bố nếu như khi đó tiểu hữu nói lên một ít quá đáng yêu cầu sợ rằng tiên cắt không rảnh phân thân tâm lý lại nở nụ cười lạnh cho là đường vũ đã không có cơ hội nói lên một cái như vậy yêu cầu đa tạ tiền bối Đường Vũ nói, đã như vậy, như vậy vãn bối cáo từ. Ánh mắt của lãnh thiên hành có chút giật giật, ám thầm hừ một tiếng. Ngược lại đi vào chôn cất tiên động. Không khỏi hắn cảm thấy có chút không giống. Nhưng là nơi nào không giống nhau, hắn còn không nói ra được. Cũng có lẽ là bởi vì đường vũ cảm ngộ, từ đó dắt dẫn tới ẩn trốn ở chỗ này đạo khí tức. Sự tình như thế dù sao cũng là tồn tại. Cho nên một thời điểm không có suy nghĩ nhiều bây giờ việc cần kiếp trước mắt là tăng lên tiên các thế lực mới là chủ yếu vốn là chôn cất tiên động chỉ có một chút nội môn đệ tử thậm chí còn thật giống như một ít trưởng lão mới có thể đi vào cảm ngộ nhưng là muốn tăng lên chỉnh thể tiên các thực lực biện pháp duy nhất cũng là khiến người khác đi vào trong đó chỉ có như vậy có lẽ mới có thể tăng lên chút ít thực lực đi lãnh thiên hành đi ra ngoài đầu tiên truyền đạt mệnh lệnh chính là tất cả mọi người có thể tiến vào chôn tức tiên động từ đó đi cảm ngộ tin tức này vừa ra nhất thời một mảnh xôn xao nhất là tiên các một số người thậm chí còn thế lực cũng cảm giác mình đám người thật sự là anh minh thần vũ vẫn còn có này đãi ngộ như thế tiên các không hổ là tiên các nếu như còn lại môn phái có như vậy chí bảo quả quyết sẽ không để cho người khác đặt chân nhưng mà tiên các vì tăng lên mọi người thế lực vì bảo vệ này phương chư thiên, lại hào không còn dự nhượng mọi người cảm ngộ. Lòng dạ như vậy, như thế đại nghĩa. Thật sự là để cho người ta nghiêng bội không dứt. Chỉ là chôn cất tiên động địa phương tiểu, mà tiên các số người đông đảo. Cho nên mỗi người chỉ có một ngày cảm ngộ thời gian, nhưng là ngày này nếu như lợi dụng được, cũng sẽ đợi lợi nhiều ít. Dù sao đó là thượng cổ vô thượng cường giả lưu hạ nói cùng Pháp, xuôi ngược ở chôn cất bên trong cái tiên động đường vũ bay ra ngoài rất xa cũng không có cảm giác được sau lưng có khí tức đánh tới cũng liền chứng minh tiên các còn chưa phát hiện như thế cũng liền hoàn toàn yên tâm đi xuống hướng hỗn độn tinh vực đi dù sao ngoại trừ nơi đó hắn tự hồ cũng không có địa phương gì có thể đi rồi dọc theo đường đi có người đang nghị luận không nghi ngờ chút nào đều là nhiều phe thế lực muốn đối hỏa phượng thành động thủ sự tình muốn hoàn toàn diệt trừ hỗn độn nhất tộc tàn dư. Đường vũ ngẩn ra. Lúc đó nhược thủy lấy lôi đình thủ đoạn uy hiếp mọi người. Còn ai dám đánh hỏa phượng thành chủ ý? Ở một cái bây giờ chư thiên những thứ kia quái vật kinh khủng vẫn còn ở hỏa loạn. Bọn họ uy hiếp so với hỏa phượng thành tựa hồ lớn hơn. Hơn nữa hỏa phượng thành cũng không có bất kỳ uy hiếp. Nhân gia chỉ là an an ổn ổn, ổn trong coi như vậy một tòa thành, quá chính mình thời gian vẻn vẹn cũng là bởi vì các nàng là hỗn độn nhất tộc tàn dư sao? Như vậy tại sao lúc trước không động thủ, mà là ở bây giờ? Thoáng hơi trầm ngâm, Đường Vũ liền hiểu rõ ra. Tiên cát. Trong này nhất định có tiên cát thêm dầu vào lửa. Nếu không không nói xa cách chính là nhược thủy lấy như vậy thủ đoạn chấn nhiếp chư thiên, sẽ không có người dám tùy tiện động thủ. Thật đúng là âm hiểm nha. Đường Vũ khinh thường nói, đánh đại nghĩa cơ hiệu vô hình trung tới một vết gà dọa khỉ, lần nữa chấn nhiếp người khác. Chính là không biết rõ lần này nhược thủy có thể hay không hiện thân. Nếu như nhược thủy hiện thân, như vậy kia sợ sẽ là tiên các sợ rằng cũng sẽ cân nhắc châm trước. Nhưng mà thời gian thật dài không thấy nhược thủy, cũng không biết rõ nàng đi nơi nào. Ký tức quen thuộc đột nhiên truyền tới. Một đạo thô bỉ tới cực điểm thanh âm hùng hùng hổ hổ truyền tới, cũng còn khá ta lão nhân gia mạng lớn, bằng không liền đã thông báo đi tới nhân thân phận miêu tả sinh động. Thô bỉ lão đầu Chỉ bất quá lúc này thô bỉ lão đầu các vị chật vật, khí tức toàn thân không yên, tạo đầy bụi đất. Này nhìn một cái chính là lại không làm chuyện tốt, bị nhân gia chọc được, lần nữa bị đuổi giết. Nhưng mà đường vũ lại có chút kỳ quái. Cái này lão bất tử là lơ đãng đi ngang qua, cảm ứng được chính mình. Vẫn là đều chờ ở chỗ này chính mình. Ngươi một cái lão bất tử. Đường vũ há mồm sẽ tới, ngươi có phải hay không là lại không làm chuyện gì tốt, bị người bắt được. Nói gì thế? Ta lão nhân gia là người như vậy sao? Thô bỉ lão đầu đột nhiên nói, ngươi không phải gánh tâm mộng thanh thanh sao? Nếu như ta không có đoán sai, nàng khẳng định đi đến rồi hỏa phượng thành. Đường vũ nhớ mày một cái, này tự hồ không phải là không có khả năng. Dù sao như vậy tin tức đều đã truyền khắp chư thiên rồi sợ rằng một ít hỗn độn nhất tộc nhân cũng sẽ đi trước phong tâm nhan dĩ vãng ở hỗn độn nhất tộc có không tầm thường địa vị nếu như hỏa phượng thành gặp nạn một ít hỗn độn nhất tộc nhân nhất định sẽ đi trước tương trợ thô bỉ lão đầu tiếp tục nói cho nên ta đoán sai mộng thanh thanh chắc ngỗng sẽ đi trước hắn nhìn một cái tiếp tục nói nhưng là bình thường mà nói nếu như muốn đối hỏa phượng thành động thủ hẳn trực tiếp xuất thủ mới đúng trả thế nào làm mọi người đều biết đường vũ ngẩn ra muốn một lưới bắt hết sao hoàn toàn diệt trừ hỗn độn nhất tộc đúng nha hắn làm sao lại bỏ quên một điểm này theo lý thuyết động thủ hắn trực tiếp xuất thủ sau đó lôi đình vạn quân thế tin tức này trả thế nào truyền khắp chư thiên cũng không phải là không có khả năng này thô bỉ lão đầu nói tiên các những thứ kia thằng nhóc thật đúng là âm hiểm vừa nói xì một tiếng mặt coi thường Đường Vũ nhìn hắn một cái, xem ra ngươi đối tiên các rất quen thuộc. Thô Bỉ lão đầu lắc đầu liên tục, chưa quen thuộc, chỉ là đối với bọn hắn vừa xuất thế, liền chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy, tự cho là đúng, để cho lão nhân gia ta xem rất khó chịu. Xuất phát từ nội tâm kinh bỉ bọn họ. Đối với Thô Bỉ lão đầu lời nói, Đường Vũ tự nhiên không tin. Nếu không lần này tiên các đại hội làm sao sẽ mời hắn đây? Hắn ở chỗ này cái này lão bất tử ở chỗ này đột nhiên có truyền tới âm thanh ngay sau đó mấy bóng người hiện lên con mắt nhìn chằm chằm thô bỉ lão đầu thô bỉ lão đầu co rụt lại cổ ánh mắt hướng quan sát bốn phía tựa hồ bản năng muốn muốn chạy trốn nhưng mà vừa nhìn thấy đường vũ nhất thời thẳng người bản cười hắc hắc nói mấy người các ngươi tiểu tử tìm gia gia làm gì sao vừa nói vô tình hay cố ý hướng đường vũ sau lưng đi một bước vài người mới vừa phải nói ngược lại vừa nhìn thấy đường vũ, trực tiếp cũng lăn ở tại giờ khắc này. Đối với đường vũ toàn bộ chư thiên tự hồ cũng đã không người không biết. Không nói ngay từ đầu bị đuổi giết, đại sát tứ phương. Chính là chỗ này lần liên sấm quá ba cửa ải, lần nữa chấn động chư thiên. Lại nói vốn là đường vũ cũng đã giết ra uy danh hiển hách. Kết quả là vài người đối thủ liếc mắt, xoay người chạy. Dù sao ở đó nhiều chút đồn bậy bạ trong truyền thuyết, đem đường vũ cho ma hóa. Cái gì một lời không hợp liền giết nhân Trận mắt liền làm thịt người sống chủ Hơn nữa bản thân tu vi cường đại Nếu quả thật muốn đối mấy người bọn hắn động thủ Phỏng chừng người khác có thể trực tiếp mở tiệc Thô bỉ lão đầu cười hắc hắc Xem ra sau này ở chư thiên có chuyện nhất ngươi danh liền có thể khiến cho Đường vũ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái Bóng người lóe lên hướng kháng kích tinh vực đi Thế lực khắp nơi chuẩn bị muốn tấn công hỏa phượng thành hắn nhất định phải đi xem một cái thậm chí lúc cần thiết có thể thi tăng cứu viện không nói xa cách chỉ một chính là nhìn thiên thương mặt mũi cũng phải xuất thủ cũng không biết rõ thiên thương cái kia lão đại ca đi bộ đi nơi nào khi nào trở lại nhỉ một chút tin tức không có đường vũ đều lo lắng cái này lão đại ca khác đi lạc bị lạc ở năm tháng trường hà bên trong không tìm được trở lại đường vậy thì nhất trứng đương nhiên khả năng này cực kỳ nhỏ ngươi muốn đi kháng kiếp tinh vực. Thô bỉ lão đầu đảo trong mắt một vòng, cũng tốt, ngược lại ta lão nhân gia cũng không chuyện, liền theo ngươi đi một chuyến đi. Nếu như có thể, còn có thể đi một ít môn phái gia tộc cái gì, đi bộ một vòng. Ngươi là sợ bị người đuổi giết tới chết đi, cho nên với ở bên cạnh ta. Đường vũ hừ một tiếng. Lời này của ngươi nói khách khí, hai ta là quan hệ như thế nào? Thô bỉ lão đầu cười hắc hắc. Hai ta không liên quan. Đường Vũ ở tâm lý lẩm bẩm một câu. Nếu như có thể hắn thật rất không muốn cùng cái này lão bất tử dính líu quan hệ. Kháng khiếp tinh vực, giờ phút này cuồn cuộn sóng ngầm. Bầu không khí không khỏi có chút đông đặc. Đường Vũ cùng Thô Bỉ lão đầu tiến vào Hỏa Phượng Thành, dựa theo Thô Bỉ lão đầu từng nói, chỗ này hắn quen thuộc, có thể mang theo Đường Vũ đi tiêu sái tiêu sái. Tức Đường Vũ thiếu chút nữa không có một quyền hồng phi hắn đến lúc nào rồi rồi còn nghĩ phải đi tiêu sái đây bất quá nói tiêu sái đường vũ đột nhiên nghĩ tới không lâu trước đây cái kia gọi là hồng liên nữ tử ngay sau đó tử y nữ tử đôi mắt nổi lên trong lòng bất tri bất giác con mắt của hai người tự hồ thay nhau với nhau nhưng là tử y nữ tử là minh nguyệt cung cung chủ làm sao có thể tiến vào thanh lâu đây cái này lại để cho đường vũ khó hiểu đứng lên một đường đi qua bên tai người khác nghị luận ầm ĩ không nghi ngờ chút nào thật sự nghị luận chuyện đều là còn lại thế lực muốn tấn công hỏa phượng thành sự tình trong thành trấn náo nhiệt phi phàm lui tới nhân bọn họ khí tức cường đại nội liễm thần sắc nghiêm túc tràn đầy ngưng trọng hỗn độn nhất tộc nhân đường vũ tu hành quá hỗn độn nhất tộc một ít pháp thuật đối với bọn hắn khí tức vẫn là có thể cảm giác được xem ra hỏa phượng thành tin tức truyền khắp chư thiên ẩn nút hỗn độn nhất tộc nhân xuất hiện. Nhưng là không nếm không phải tiên các thủ đoạn. Muốn một lưới bắt hết bọn họ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhìn như bình tĩnh thành trấn, phía dưới nhưng là cuồn cuộn sóng ngầm. Chúng ta bằng không đi thế lực khác, hoặc là gia tộc đi bộ một vòng đi, lê tộc như thế nào đây? Nghe nói lão tổ cũng chết mất hai cái. Thô bỉ lão đầu con ngươi quay tròn không ngừng đảo, đề nghị nói. Ngược lại tự hồ nhớ ra cái gì đó, thô bỉ lão đầu tiếp tục nói ta đều quên người đã đi gia tộc của bọn họ đã đi bộ xong rồi đã như vậy cũng không có ở đi bộ cần thiết đường vũ lắc mình một cái biến thành một cái vạm vỡ đại hán không có cách nào dù sao hắn giàu gì cũng coi là danh nhân ai thực ra tam ca cũng muốn đê điều nhưng là thực lực không cho phép nha có lúc danh chấn chư thiên cũng chưa hẳn là chuyện tốt rất có thể mang đến cho mình một ít không cần thiết phiền toái mà thô bỉ lão đầu đồng dạng cũng là như thế, chỉ bất quá biến thành một cái cùng với phong quét xuất ca. Nhưng là con ngươi như cũ quay tròn chuyển, không che giấu được vẻ này thô bỉ khí chất. Phỏng chừng cũng sợ hãi bị người nhận ra, bị quần đấu. Vừa đi vào không bao lâu. Đường vũ cũng cảm giác được khí tức quen thuộc. Chính là vương á tầm cái kia phô trương, tay cầm một cây quạt xếp, mang mạng che mặt, đi theo phía sau bốn cái đẹp đẽ thị nữ chậm rãi hướng xa xa cung điện đi tới cái này đức tin nhìn đường vũ muốn cho hắn một quyền bất quá như đã nói qua theo vương á tầm từ trong thành trống không còn sống đi ra ngược lại càng là ở không lâu trước đây liên sấm hai ải cho nên nhất thời danh tiếng chính thịnh mặc dù không như đường vũ như vậy nhưng là tối thiểu cũng có tương đối một ít danh tiếng đi tới cửa cung điện vương á tầm trả về đầu rất là được nước hướng về phía mọi người phất phất tay nhưng mà nơi nào có nhân nhìn hắn nha. Người này đắc ý. Đường vũ ở tâm lý âm thầm kinh bỉ. Ngược lại vương á tầm đi vào bên trong cung điện. Như vậy nên ngang đi vào hỏa phượng thành, tựa như có lẽ đã ở vô hình trung nói cho người khác biết, bọn họ vương gia lập trường rồi. Liên quan tới một điểm này, đường vũ vẫn là rất nghiêng bội. Dù sao ở sống còn thời điểm, một số người khó tránh khỏi sẽ tham sống sợ chết, bội bạc bốn phía mọi người như cũ còn đang nghị luận. Thậm chí càng có một ít nhân thu thập xong bọc hành lý, đã chuẩn bị rời đi đất thị phi này rồi. Hỏa phượng thành thế nào một chút động tác cũng không có nhỉ. Đường vũ có chút kỳ quái nói. Thô bỉ lão đầu nhìn chăm chú lên trước mặt một cái nữ tử bóng lưng, ánh mắt lộ ra rồi thô bỉ nụ cười, thuận miệng nói, hỏa phượng thành cũng không phải đơn giản như vậy, nếu như đơn thuần chỉ là thực lực như thế, sợ rằng đã sớm bị tiêu diệt nhiều lần. Ánh mắt của đường vũ mang theo hỏi Hướng thô bỉ lão đầu nhìn Chỉ nghe thô bỉ lão đầu tiếp tục nói Ngươi cho rằng là hỏa phượng thành đơn thuần thực lực Chỉ là nhìn thấy trước mắt sao Nếu như ta không có đoán sai Hỏa phượng thành thực lực là không thể kinh thường Thậm chí kể một ít hỗn độn nhất tộc nhân Cất giấu mỗi người thân phận Với âm thầm cũng gây dựng chính mình một ít thực lực Còn nữa Trước mắt đơn thuần thấy Bất quá chỉ là hỏa phượng thành thật sự để cho ngươi thấy thôi. Nếu như lão nhân gia ta không có lau sai, hỏa phượng thành thực lực đã sớm thấm vào đến chư thiên. Một khi này sở hữu thực lực liên hợp lại, hỏa phượng thành chưa chắc không có phần thắng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là tiên các không nhúng tay vào dưới tình huống. Nếu như tiên các nhúng tay, như vậy hỏa phượng thành không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Thô bỉ lão đầu nhìn một cái thiên thương to lớn pho tượng, một vệt phức tạp từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp tục nói, bất quá ai có thể bảo đảm hỏa phượng thành không có đến bài tẩy gì đây dựa theo thô bỉ lão đầu nói như vậy như vậy hỏa phượng thành tự hồ cũng không phải thấy đơn giản như vậy thực ra suy nghĩ một chút cũng đúng nếu không không nói xa cách chỉ một chính là thiên thương pho tượng ngực đứng ở nơi này chỉ sợ cũng sẽ đưa tới nhiều người tức giận nhưng mà hỏa phượng thành đi tồn tại nhiều năm như vậy thô bỉ lão đầu suy nghĩ liền bốn phía nhìn một chút nói đi tiểu tử ta mang ngươi đi bộ một vòng nha đần độn u mê liền đi theo thô bỉ lão đầu hồi lâu sau một gia tộc bên trong trong bão khố xuất hiện hai người bóng người thực ra đường vũ đã tẩy tâm cách diện chuẩn bị làm người lần nữa quay đầu lại là bờ nhưng là thô bỉ thô bỉ lão đầu nói cho hắn biết đây là trần gia cùng lê tộc trình tộc đám người cấu kết với nhau làm việc xấu coi như là vì dân trừ hại ở chỗ này đi bộ một vòng. Nghe câu nói này, đây là đại nghĩa sự tình, Đường Vũ quả quyết không thể cự tuyệt rồi. Kết quả là hai người ở Trần gia chạy suốt. Vốn là Đường Vũ còn gánh lòng có chút mai phục cái gì. Dù sao không có cảm giác được rồi một số cao thủ nơi này trấn giữ. Tiện tay liệu được một người làm, dò xét một phen hắn trí nhớ. Này mới biết rõ Trần gia nhà ở mang người đi đến rồi lê tộc, tự hồ muốn thương nghị đại sự gì. Không nghi ngờ chút nào, khẳng định cũng là nhằm vào hỏa phượng thành trong chuyện này. Biết một điểm này, đường vũ càng tứ vô kỵ đạn mà bắt đầu. Thậm chí cuối cùng trực tiếp ngân ngang hiện thân mà ra. Cảm giác có người liền trực tiếp quật ngã. Đơn giản dứt khoát. Vo ve. Đoạn đau đột nhiên nổi lên. Phát ra rung rẩy thanh âm, tự hồ đang kêu gào, lại tự hồ là cảm thấy thân thiết. Đường vũ ngẩn ra vội vàng cẩn thận thăm dò đứng lên. Ở trong bảo khố, có một khối không lành lặng vết tích xuất hiện ở đường vũ trong mắt. Đây là cùng đoạn đao giống vậy chất liệu. Không nghi ngờ chút nào. Đoạn đao lúc ấy bị chém đứt rồi, thậm chí cũng có thể bị chém đứt kia một nửa đã bể nát. Mà ở trong đó lưu lại tới chính là đoạn đao bên trên vết tích. Đường vũ vội vàng thu vào. Đoạn đao vết tích bị hắn hoàn toàn chữa trị tốt rồi. Hơn nữa cây đao này tràn đầy cổ quái Thô bỉ lão đầu nhìn hắn một cái Cũng còn khá cây đao này là đứt gãy Vốn là nội hàm uy thế đã từ lâu trôi mất hơn nữa Nếu không lấy ngươi bây giờ thực lực là căn bản không cưỡi được nó Cây đao này rốt cuộc cái gì tới Đường Vũ hỏi Lời như vậy là Kinh Yên cũng đã nói Đối với cái này cây đao đường Vũ càng là tràn đầy hiếu kỳ Ta thế nào biết rõ Thô bỉ lão đầu tức giận nói ngược lại vọt vào nội các, đem một ít nữ quyến thu vào rồi túi càng khôn. Thô bỉ lão đầu cười hắc hắc, trong nụ cười không nói ra thô bỉ. Nhìn đường vũ trận trận buồn nôn. Cái này lão bất tử sợ rằng lại phải làm gì chuyện thất đức rồi. Vốn là này cái gì trần gia, có phải hay không là cùng ngươi có thù oán? Đường vũ đột nhiên hỏi. Thô bỉ lão đầu ngẩn ra, liền vội vàng lắc đầu, làm sao có thể, Lão nhân gia ta ở chư trời mặc dù quả thật bị người ghen tị, cho nên đối với ta tiến hành cực kỳ tàn ác đuổi giết. Đường Vũ trực tiếp bước liền đi. Không nghĩ đang nghe hắn kéo độc tử. Rất rõ ràng cái này Trần gia cái gì, tuyệt đối cùng Thô Bỉ lão đầu có thù oán. Bằng không hắn không thể nào làm tận tuyệt như vậy. Cướp không còn một mống không tính là, liền nhân muốn té bán. Đi càng là thả một cây đuốc. Nếu như nói cùng Thô Bỉ lão đầu không thù Ai tin? Đường Vũ có chút ngạc nhiên, vốn là hắn cho là hắn lúc trước thật sự làm việc cũng hơi quá đáng. Nhưng mà bây giờ thấy được thô bỉ lão đầu hành động, hắn mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân nha. Cùng thô bỉ lão đầu vừa so sánh với, hắn thật sự là quá thiện lương. Khi không phải trần gia sao? Xảy ra chuyện gì? Bốc cháy rồi. Trần gia lại bốc cháy rồi. Có người phát hiện, nhất thời đại kinh ngạc muốn biết rõ vô luận là gia tộc hay là môn phái đều có bản thân đại trận tới nay đối phó bất trắc theo lý thuyết loại này lửa cháy là hẳn không khả năng phát sinh nhưng là đây rốt cuộc là chuyện gì trần bạch sa đang cùng lê càng thương thảo sự tình đây nếu như lần này thật có thể bắt lại hỏa phượng thành lê tộc nhất định là này phương tinh vực đệ nhất cho nên trần bạch sa tới trước bày tỏ một chút trung thành chỉ là ở lê càng xem ra hắn không thể ở được nước rồi muốn biết rõ lê tộc đã được nước không dậy nổi. Ở một cái cái kia bạch y nữ tử thực lực thật sự là ở quá mức đáng sợ. Ngay cả lão tổ đều bị tiện tay bóp chết. Nếu như một khi cái kia bạch y nữ tử xuất hiện, như vậy hỏa phượng thành chưa chắc sẽ bại. Thậm chí những thứ kia tự cho là đúng muốn tấn công hỏa phượng thành thế lực, cũng có thể trực tiếp bị cái kia bạch y nữ tử diệt. Cho nên cái này làm cho Lê Càng không thể không cẩn thận suy nghĩ tự nhiên cũng có này thế lực tìm đến, muốn liên thủ tấn công hỏa phượng thành. Chỉ là Lê Càng từ đầu đến cuối cũng không có tỏ thái độ. Bởi vì hắn không nghĩ dính vào những chuyện này. Tốt nhất chính là khoanh tay đứng nhìn. Nếu như hỏa phượng thành thật thất bại, như vậy hắn tự hồ cũng có thể nhặt được không ít tiện nghi. Ở một cái, bởi vì các nơi tinh vực đều có rối loạn duyên cớ. Còn có tinh vực bị những thứ kia quái vật kinh cũng hoàn toàn hoắc rối loạn lên rất nhiều người cũng chạy trốn tới mở gan tinh vực, cho nên đưa đến thắng kiếp tinh vực nhân bất tri bất giác nhiều hơn. nếu như có thể hoàn toàn liên hợp lại cùng nhau, này đồng dạng cũng là cổ thứ nhất không thể kinh thường thế lực. ngay từ đầu lê càng đúng là nghĩ như vậy, nhưng là theo tiên các đại hội tổ chức, hơn nữa tiên các còn đánh khai sơn môn, muốn liên hiệp mọi người bảo vệ chư thiên, chung nhau đến chống ngoại địch, cho nên rất nhiều người cũng tiến vào tiên các cái này làm cho lê càng có chút buồn bực kế hoạch còn không chờ áp dụng liền tuyên cáo phá sản đối với cái này sự kiện ta cho là hay lại là yên lặng theo dõi kỳ biến tương đối khá lê càng nói cái kia bạch y nữ tử thực lực quá mức kinh khủng dừng một chút lê càng tiếp tục nói nếu như hỏa phượng thành thật tiêu diệt như vậy tự nhiên cũng là chúng ta cơ hội dù sao bây giờ đại đa số thế lực đều đã vào ở tiên cát còn lại một ít thế lực tỉ như ngự thiên môn các loại cũng không có tỏ thái độ rõ ràng nhưng bây giờ đủ loại nhân vật khủng bố không ngừng bệnh dịch tả chư thiên chắc hẳn chủ yếu làm liền là như thế nào tự vệ đối với thế lực khuếch trương sẽ không có đến ý nghĩ gì đến lúc đó kháng kiếp tinh vực liền có thể bằng vào ta đợi vi tôn lê càng nhíu mày một cái nhưng là ta sợ tiên các muốn chấm mút nơi này trần bạch sa cân nhắc một chút nói đối với tiên các chuyện không biết rõ lê huynh thấy thế nào nếu quả thật tiến vào tiên cát mặc dù bám vào rồi tiên cát bên dưới nhưng tối thiểu có núi dựa rồi chỉ là có lợi có hại nếu quả thật tiến vào tiên cát chỉ sợ cũng được tiên các mệnh lệnh đi hành sự lê càng nói nếu là bây giờ không có biện pháp tiến vào tiên cát không nếm không phải một cái cơ hội tiên cát thế lực cường đại nhất là lần này theo thế lực khắp nơi lần nữa tiến vào có thể nói chân chính vấn đỉnh chư thiên đệ nhất Trần Bạch Sa âm thầm gật đầu một cái, ngay sau đó thở dài nói, không biết rõ chúng ta này phương tinh vực còn có thể an ổn bao lâu. Lê càng lắc đầu cười một tiếng, an ổn, cũng sớm đã không yên ổn rồi. Chỉ lúc trước lại không có nhiều như vậy rối loạn mới đúng, lần này chư thiên rối loạn, vượt qua dĩ vãng, hơi không cẩn thận, toàn bộ chư ngày đều vạn kiếp bất phục. Chỉ là không biết rõ kia sợ sẽ là kết thúc những thứ này rối loạn, chư thiên lại sẽ bỏ ra bực nào giá thảm trọng nếu quả thật muốn dẹp loạn những thứ này rối loạn, trấn áp những thứ này nhân vật khủng bố, sợ rằng thật chỉ có tiên các mới có thể làm được rồi. Không sai. Trần Bạch Sa nói, tiên các thiếu các chủ một thanh phong càng là vạn cổ hiếm thấy thiên tài, nghe nói ngày gần đây nhiều phe thế lực đến cửa, không nghi ngờ chút nào đều là muốn thông qua thông gia phương thức, đem một thanh phong kéo vào gia tộc của chính mình. Vạn cổ hiếm thấy thiên tài. Lê Càng nỉ non một cái câu, chưa chắc đi, còn có một người thiên phú tự hồ càng ở trên hắn trần bạch sa tự nhiên nghe được hắn nói là đường vũ với nhau phân thuộc đối địch nhưng là không thừa nhận cũng không được đường vũ đáng sợ nhất là lần này tiên các đại hội càng là sông ba cửa ải lần nữa chấn động chư thiên đường vũ thiên phú quả thật cùng đáng sợ chỉ là chỉ một người thế đơn lực cô một cái thế đơn lực cô thiên tài muốn muốn lớn lên là không dễ dàng như vậy rất nhiều người cũng kiên kỵ hắn thiên phú, nhất định muốn thừa dịp bây giờ hắn nhất cử diệt trừ hắn. Trần Bạch Sa mới vừa phải nói, đang lúc này, đột nhiên có người báo lại. Không xong, Trần Tộc bốc cháy rồi. Hai người ngẩn ra, nhất là Trần Bạch Sa, nhận thức vì mình nghe lầm, Trần Tộc lửa cháy điều này sao có thể? Ngươi nói đồ chơi gì? Trần Bạch Sa đứng lên, ngạc nhiên hỏi. Trần Tộc bốc cháy rồi người làm lập lại lần nữa một câu không chút do dự nào trần bạch sa vội vàng hướng trần tộc trở về chờ hắn phản lúc trở về trước mắt trần tộc chỉ còn lại có một vùng phế tích còn đang phát tán ra trận trận thanh yên ở từ từ lượng lờ trần bạch sa đầu một vựng thiếu chút nữa không có trực tiếp một con ngã quỵ ai làm ai làm hắn cắn răng nghiến lợi nói trần tộc có đại trận thủ hộ đừng nói là bốc cháy rồi chính là thiên lôi cũng chém không được. Nhưng mà trước mắt chỉ còn lại có này một vùng phế tích. Vốn là đại trận sớm đã bị người phá hư, không cảm ứng được dấu vết. Đang lúc này, có tin tức lần nữa truyền tới. Hắn mấy phòng thê thiết bị bán được thanh lâu. Trần Bạch Sa sắc mặt một trận quỷ dị hồng, ngay sau đó một bún máu liền phun ra ngoài, đáng chết, rốt cuộc là ai? Là ai làm? Hẳn là một ít phiêu khách đi có người nhỏ giọng thầm thì một câu. Trần Bạch Sa hỏi là trần tộc này một hệ liệt sự tình, là ai làm? Mà trả lời nhân, lại trả lời hắn thê thiếp ở thanh lâu vấn đề. Nghe vậy, Trần Bạch Sa tử nhìn chồng chọc người nói chuyện. Một chưởng vỗ ra. Nhưng mà nói chuyện người kia, trách móc cười một tiếng, thần sắc không nói ra thô bỉ. Trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. a à, Trần Bạch Sa phẫn nộ rống to xong rồi. Sau này bọn họ trần tộc nhất định sẽ luôn làm trò hề, trong đó tự nhiên cũng bao gồm hắn trần bạch xa rồi. Lúc này, có người đề nghị nói, làm như vậy án kiện thủ pháp, nhìn giống như đã từng quen biết. Lúc này mọi người cũng phản ảnh tới. Quả thật. Như vậy gây án thủ đoạn, ở chư thiên phát sinh qua mấy lần. Ngươi một cái lão bất tử, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Bạch Sa mục đích thì sắp nước phẫn nộ bảo quát một tiếng. Cách đó không xa Đường Vũ cùng Thô Bỉ Lão Đầu liền ở trong đám người nhìn náo nhiệt đây. Nhất là Thô Bỉ Lão Đầu vẫn cùng người khác ở ồn ào lên. Ngươi rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện thất đức, có thể khiến người ta liếc mắt liền nhìn ra là ngươi thủ pháp? Đường Vũ hỏi dò. Ngươi đừng vu hãm ta lão nhân gia nhân phẩm. Ta lão nhân gia hai tay áo thanh phong, đạo đức cao, nhân phẩm toàn bộ chưa ngày đều là mọi người đều biết. Thô bỉ lão đầu nghĩa chính ngôn từ nói. Khóe miệng của đường vũ có chút co quắp một cái. Vốn cho là hắn đã quá không biết xấu hổ. Nhưng là cùng thô bỉ lão đầu vừa so sánh với, hắn vẫn còn có chút thiếu sót. Phong tâm nhang ở chỗ nào? Đột nhiên quát to một tiếng vang lên. Thanh âm vang dội ở toàn bộ kháng kiếp tinh vực. Một đạo thân ảnh hiện lên hỏa phượng trên thành không. Người vừa tới nhìn bốn mươi mấy tuổi bộ dáng, nhưng là râu tóc bạc phơ. Ở quanh thân chảy xuôi cường đại khí tức ba động Ngươi tính là thứ gì Cũng dám cùng ta nói như vậy Khanh khách Kèm theo một tiếng mị hoặc tiếng cười Phong tâm nhang bóng người xuất hiện Phong tâm nhang sắc mặt vẫn như cũ kia đã hình thành thì không thay đổi mị hoặc nụ cười Phía dưới không biết Có bao nhiêu nam nhi trở nên động dung Người vừa tới thấy Phong tâm nhang sững sờ Tiếng hừ nói Phong tâm nhang chắc hẳn ngươi cũng không muốn Hỏa phượng thành hóa thành bụi trần chứ nếu là trong vòng 3 ngày, các ngươi hỗn độn nhất tộc đám người tự phế tu vi, giải tán Hỏa Phượng Thành, như vậy chúng ta thì sẽ bỏ qua bọn ngươi một tên. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chắc hẳn ngươi cũng không muốn Hỏa Phượng Thành hóa thành một đám bụi trần chứ. Nếu không 3 ngày sau, đại quân áp cảnh, nhất định diệt Hỏa Phượng Thành. Lời nói này vô cùng ngang ngược. Hồng Nhiên không có đem Hỏa Phượng Thành coi ra gì. Tự hồ chỉ muốn bọn họ nghĩ Đối với Hỏa Phượng Thành tiện tay có thể diệt như thế. Phong Tâm Nhan cười khúc khích, sau đó thì sao? Phong Tâm Nhan đừng bảo là ngươi nghe không hiểu ta lời nói, ta lần này tới là đại biểu nhiều phe thế lực quyết định, từ đó cho các ngươi đám người một cái cơ hội, hy vọng ngươi không muốn không biết điều. Người vừa tới khẽ quát một tiếng. Thanh âm mang theo cường đại sóng pháp lực trung động ở mọi người bên tai. Phải chiến liền tới chiến. Phong Tâm Nhan từ tốn nói, Thanh âm tuy nhẹ, lại truyền khắp chư thiên. Nghe vậy, người vừa tới nở nụ cười, "Được, nếu là bọn ngươi tự tìm đường chết, như vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình." Vừa nói hắn bóng người liền muốn dần dần không nhìn thấy đi xuống. Trước khi tới bọn họ đều đã dự liệu được, Phong Tâm Nhan quả quyết sẽ không đáp ứng. Sở dĩ tới, chỉ là biểu dương một chút bọn họ từ bi hiền lành. Tối Thiểu đã cho Hỏa Phượng Thành đợi nhân cơ hội, là bọn hắn không biết rõ quý trọng nhìn hắn rời đi, ánh mắt của đường vũ giật giật, lặng yên không một tiếng động đi theo. Mà thô bỉ lão đầu ca ba rồi mấy con mắt của hạ, cũng vội vàng đi theo. Sừng sững ở trên không phong tâm nhang, ngáp một cái, thần sắc nhìn có chút mệt mỏi. Thân ảnh biến mất, xuất hiện ở trong cung điện. Đưa tin người. Đột nhiên dừng lại bước chân, cảnh giác hướng nhìn bốn phía, ai? Ha ha! Đường vũ khẽ cười bóng người nổi lên đưa tin chi sắc mặt người nhất thời đại biến, đường vũ, ngươi muốn làm gì? Hắn không khỏi lui về sau một bước, ổn định tâm thần nói, không biết rõ đường huynh đệ xuất hiện nơi này có thể là có chuyện gì sao? Nếu có chuyện gì, tại hạ thật sự có thể làm được, tự nhiên nghĩa bất dung từ. Trong nháy mắt khiếp sợ hắn liền bình tĩnh lại. Đường vũ là hỗn độn cảnh, nhưng là hắn là như vậy. Khi sợ sẽ là không đánh lại đường vũ, như vậy chạy trốn hay lại là không thành vấn đề ở một cái, cẩn thận động suy nghĩ một chút, cùng đường vũ giữa tựa hồ không có gì ân oán. Cho nên có an tâm đi xuống, dĩ nhiên, mặc dù có thể yên tâm lại, là bởi vì chủ yếu thế lực, hắn cho là mình có thể chạy mất. Có nha. Đường vũ nhe răng cười một tiếng, quả thật có chút sự tình muốn muốn hỏi thăm một chút huynh đài. Đưa tin người càng yên tâm lại rồi, chậm rãi nói, không biết rõ là chuyện gì. Tại hạ nhất định biết gì nói nấy nói hết không giữ. Cái gì đồ chơi? Biết mà không nói nói không giữ lời. Đường vũ nhướng mày một cái, trên người khí thế như có như không lan tràn, về phía trước ép tới. Đưa tin chi nhân mặt liền biến sắc, gấp vội vàng giải thích đến, là biết gì nói nấy nói hết không giữ. Hắn tự hồ sợ hãi đường vũ nghe không hiểu, lần nữa cho đường vũ giải thích rõ ràng nói, ý tứ chính là, chỉ cần đường huynh đệ, muốn muốn biết rõ sự tình, nếu như ta biết rõ, nhất định nói rõ sự thật nhưng mà tâm lý nhưng có chút nặng nề. Ở đường vũ lơ đảng hiện ra uy thế bên dưới. Để cho hắn biết rõ, tuyệt không phải đường vũ đối thủ, thậm chí kia sợ sẽ là muốn chạy trốn, tự hồ cũng phải trả ra không ít giá. Ý ngươi là ta không học thức. Đường vũ thần sắc lại lạnh hai phần. Này có phải hay không là muốn tìm chuyện nhỉ? Đưa tin lòng người máy động đột, bất quá vẫn nhẹ giọng nói, đường huynh đệ hiểu lầm, tại hạ tuyệt đối không có cái ý này hắn nhìn về phía đường vũ hỏi thăm nói, không biết rõ đường huynh đệ muốn muốn biết rõ chuyện gì. Nghe các ngươi muốn tấn công hỏa phượng thành. Đường vũ hỏi. Đưa tin người trầm mặt lại. Bởi vì đây đã là mọi người đều biết sự tình. Ở một cái còn có lời đồn đãi, đường vũ tự hồ chính là hỏa phượng thành tàn dư, dù là liền không phải hỗn độn nhất tộc tàn dư, chỉ sợ cũng cùng hỗn độn nhất tộc có không cạn quan hệ. Dù sao tu bổ hỗn động tinh vực sự tình đã sớm mọi người đều biết rồi. Cho nên hắn ở châm trước, ứng nên trả lời như thế nào? Một khi trả lời không được, mạng nhỏ cũng có thể qua đời ở đó. Dù sao liên quan tới Đường Vũ Tinh đồn, là một cái đại ma vương, một lời không hợp liền giết nhân chủ. Cái này quả thật như thế, nhiều phe thế lực liên hiệp muốn đối hỏa phượng dưới thành tay. Đột nhiên trong mắt của hắn bột phát ra một tia dứt khoát. Kèm theo lời hắn hắn một chưởng vỗ ra vô tận pháp lực ngưng tụ thành một đạo sáng chói kiếm quang hướng đường vũ bay đi đường vũ ngẩn ra liền hắn đều có chút ngoài ý muốn tự hồ hoàn toàn không nghĩ tới người này sẽ đột nhiên như vậy xuất thủ lục soát kiếm quang lấy không tưởng tượng nổi tốc độ xuyên qua đường vũ thân thể toàn bộ lồng ngực cũng xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ theo kịp thô bỉ lão đầu có chút ngạc nhiên lăng ở tại giờ khắc này ha ha chết đi đường vũ Đưa tin người đột nhiên ha ha phá lên cười, trong tiếng cười mang theo đắc ý. Nếu quả thật có thể vì chư thiên diệt trừ cái tai họa này, tuyệt đối là một chuyện tốt. Chủ yếu nhất là đường vũ chết ở trong tay hắn, hắn sẽ một buổi sáng thành danh, sợ rằng nổi danh dao động chư thiên. Đường vũ cười nhạt, đưa tay nhẹ nhàng từ trên vết thương vuốt ve xuống. Trong nhấp nháy thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, đưa tin người không dám tin nhìn đường vũ, mà thô bỉ lão đầu trong mắt cũng để lộ ra một tia tìm tòi ngược lại có chút hiểu ra ngươi ngươi làm sao có thể đưa tin người chỉ đường vũ run rẩy nói giống nhau cảnh giới hắn mục kích toàn lực bên dưới đường vũ lại hoàn hảo không chút tổn hại đây tuyệt đối là không thể nào kia sợ sẽ là hồng mông cảnh nếu như tốt không phòng bị bên dưới sợ rằng cũng phải người bị thương nặng nhưng mà đường vũ quả thật bị thương nhưng là lại khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí từ hắn trong hơi thở, cũng không cảm giác được chút nào khác thường. Ta bất tử bất diệt. Đường Vũ nói. Đây đều là ở chôn cất tiên động lĩnh ngộ. Lúc đó hắn tập kích, đối với đường Vũ mà nói, thậm chí có thể tránh khỏi. Khi sợ thì là không thể, hắn đều có thể phản kích. Nhưng là lại gắn gượng nhịn một kích này. Chỉ bất quá một khắc kia đã sớm cùng nhất khí hóa tam thanh tiến hành đổi nhau. Vẫn là câu nói kia, trừ phi có người có thể nhất kích chi hạ nghiền nát hắn thần hồn, nếu không ở trọng thương thế đều có thể chuyển tới hóa thân trên. Nhưng là muốn nhất kích chi hạ, nghiền nát hắn thần hồn, cho dù là hồng mông cảnh giới nhân đều làm không được đến. Trừ phi là lạc kinh yên, tiểu linh đám người. Mà nếu bọn họ cường đại nhân, này phương chư thiên tài có mấy cái nha. Đưa tin người sững sờ, ngược lại nhanh chóng hướng xa xa chạy trốn đường vũ dưới chân thời gian trường hà hiện lên một bước liền đuổi theo quanh một quyền đánh tới thời gian trường hà tung tóe bốn phía gian cũng đang vặn vẹo một quyền này đem đưa tin chi nhân nhục thân nghiền nát kia sợ sẽ là hắn thần hồn đều bị đường vũ cầm trong tay tha mạng nha tha mạng nha đưa tin người rung giọng cầu vòng quanh nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha